Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Bác sĩ bên bạn được phát sóng thường xuyên vào mỗi thứ sáu hàng tuần trên fanpage Bệnh viện 199 vào lúc 19:30. Và tối hôm nay là một số rất đặc biệt webinar về chủ đề đại dịch COVID-19 từ lý thuyết đến thực hành. Cũng không cần phải nói nhiều hơn nữa thì tới thời điểm này quý vị và các bạn cũng đã biết rằng đại dịch COVID đã ảnh hưởng rất nặng nề trên mọi mặt của đời sống và xã hội. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay ban tổ chức cũng đã mời tới chương trình rất nhiều các khách mời, và đặc biệt có một điều đặc biệt nữa đó là khách mời không những là ở Việt Nam mà hiện nay là đang ở nước ngoài. Vậy thì những vị khách mời của chúng ta đặc biệt ngày hôm nay là ai? Tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trần Bá Thoại, đang là cố vấn chuyên môn của Bệnh viện 199, ủy viên ban chấp hành Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam. Và tôi xin trân trọng kính giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Thành Đồng, UNICRE Cộng Hòa Séc. Và một điều đặc biệt nữa, ngày hôm nay một vị khách mời cũng là một người đồng hành cùng với MC của chúng ta ngày hôm nay, đó là bác sĩ Lê Thái Bảo, chủ nhiệm diễn đàn y khoa, cũng có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Và đầu tiên thì xin mời các vị khách mời có đôi lời chia sẻ và chào hỏi với quý vị khán giả của chúng ta. Xin mời tiến sĩ Thoại ạ. Chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi xin giới thiệu ngắn gọn về tôi một tí. Từ xưa tới nay là tôi chỉ dùng một tên duy nhất trong báo chí, trong đi dạy, trong đi học, trong đi làm, vân vân, đó là Trần Bá Thoại. Và cái bằng cấp cao nhất là tiến sĩ. Và tôi học, tôi làm việc ở đâu? Thì làm việc có hai nơi, một tên nhưng làm việc hai nơi. Nơi nhất là ở bình ở Huế, và nơi thứ hai là Đà Nẵng, là quê hương thứ hai của tôi. Và tôi học ở đâu thì tôi học được ba trường đại học y, là trường đại học Huế, rồi sau đó là chiến tranh để tôi vào Sài Gòn, và năm cuối cùng, năm 78, năm cuối cùng tôi học y khoa Hà Nội. Cho nên bằng tốt nghiệp đại học y khoa Hà Nội, nhưng mà thật ra là học sinh viên của đại học y khoa Huế, và sau đó thì cũng có đi hội thảo, đi tham quan, đi tu nghiệp vân vân ở trong nước và ngoài nước. Và như vậy là cái trường học nào, cái bệnh viện nào tôi đã phục vụ, thì đầu ra trường 78 đến năm 85 tôi vừa dạy vừa làm ở Học viện Y Huế, tức là có trường Đại học Y khoa Huế và Bệnh viện Trung ương Huế. Sau đó năm tôi chuyển vào thì tôi làm ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, và năm 2010 khi tôi về hưu thì tôi làm ở Bệnh viện Hoàng Mỹ với chức danh là trưởng khoa quốc tế, là phục vụ cho khách nước ngoài. Và khi cái dịch Covid này xảy ra thì tôi về làm cố vấn chuyên môn cho bệnh viện 199 của chúng ta. Và tôi dạy ở những trường đại học nào? Tôi đã dạy ở trường Đại học Y khoa Huế, có 5 trường đại học, là Đại học Y khoa Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Đông Á, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, và bây giờ hiện nay là phó khoa y của trường Đại học Y Tân. Và vì trong quá trình làm việc có chuyển nhiều cái chuyên ngành ở Huế, thì tôi dạy về môn biochemistry, là sinh hóa y khoa, thì tôi là bác sĩ đầu đầu tiên của cái khoa sinh hóa của trường Đại học Y khoa. Vì trước đó là không có bác sĩ chuyên ngành, và chỉ mời dược sĩ hoặc là cử nhân của trường đại học tổng hợp lên dạy. Thứ hai là khi tôi vào đây thì tôi làm về nhi khoa, thành thử ra tôi phải học về nhi khoa, và tôi đi y tế cộng đồng, rồi đi y tế cộng đồng về nước ngoài cũng có, trong nước cũng có, thành thử ra xong tôi phải viết sách, viết vân vân.
Thì như vậy là tôi viết được khá nhiều sách về sách chơi và có được 6 cuốn sách về chuyên môn và về báo chí, về báo chí vân vân. Thì tôi cũng có công tác đặc biệt là chuyên về viết về những cái y học cộng đồng. Và quý vị có thể tìm tôi rất dễ dàng là qua trên Google và đánh chữ TF BF Trần Mã Thoại có dấu và rồi giống như tiếng Việt thì quý vị sẽ tìm ra. Hôm nay tôi rất mừng, rất vui và mừng vì được trình bày một cái đề tài rất nóng hổi đối với đất nước của cả thế giới chứ không phải kể cả đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay là tình hình Covid. Và cái đề tài hôm nay của chúng ta là Covid, đại dịch 19 này từ lý thuyết cho đến thực hành như thế nào. Xin cảm ơn. Vâng ạ, rất là cảm ơn lời chào hỏi của tiến sĩ Thoại ạ. Và với những cái thành tích về khoa học như vậy thì chính vì lẽ đó mà Bệnh viện 199 mời tiến sĩ Thoại là cố vấn chuyên môn của Bệnh viện 199 ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Thoại. Và sau đây thì xin mời tiến sĩ Đồng có đôi lời chia sẻ với quý vị khán giả của chúng ta. Xin mời tiến sĩ Đồng ạ. Vâng, chào chị ạ. Xin tự giới thiệu với các bạn. Xin chào tiến sĩ Thoại và các thành viên điều hành ngày hôm nay và tất cả các bạn sinh viên và bác sĩ. Tôi xin tự giới thiệu một vài thông tin về bản thân là tôi là Nguyễn Thành Đồng. Tôi học đại học ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên của Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa môi trường. Sau đó thì tôi công tác tại Viện Hóa học Công nghiệp thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam. Và tiếp theo thì tôi đã tiếp theo thì tôi sang công tác tại Cộng hòa Séc và học tiến sĩ tại đây. Cho đến nay thì tôi là công tác tại Trung tâm nghiên cứu Unicre Cộng hòa Séc. Trước cái tình hình đại dịch như vừa rồi ở Cộng hòa Séc một năm qua thì là tôi cũng đã sát cánh với cộng đồng Việt Nam, có hơn 60.000 người Việt Nam ở tại Cộng hòa Séc để mà có những hoạt động để mà chống dịch như là khoa dung dịch khử trùng, rồi tư vấn cho các bà con là cách tự vệ sinh bằng súc họng và rửa mũi để mà phòng tránh bệnh. Qua quá trình là làm việc với bà con thì chúng tôi cũng đã rút ra được nhiều cái bài học kinh nghiệm về quản lý cũng như là về có tính chất là kỹ thuật, có tính chất là chuyên môn để mà rút ra những cái bài học về cách phòng tránh COVID và đặc biệt là có một cái phương pháp chữa bệnh bằng thuốc nam rất là hiệu quả ở trong cộng đồng. Thì tôi dựa với tư cách là một cái nhà hóa học thì tôi cũng đã phân tích được những cái nguyên nhân là tại sao cái bài thuốc này lại chữa được COVID một cách hiệu quả như vậy. Và trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ trong cái phạm vi hiểu biết phải là cũng hạn chế của mình, tôi cũng sẽ cố gắng để truyền tải cho các bạn biết được cái thông tin này một cách rõ nhất. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, rất là cảm ơn lời chia sẻ của tiến sĩ Đồng ạ. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay như ban đầu tôi đã nói là rất là đặc biệt, đó là ngoài cái chương trình live stream trực tiếp trên fanpage Bệnh viện 199 thì hiện tại đang có một cái webinar và chúng tôi đang để khoảng 300 user mà hiện nay thì cũng đã có hơn một nửa các bạn đã tham gia rồi, tham gia từ các trường đại học cũng như là các cái quận đoàn và sinh viên trên cả nước ạ. Vâng ạ. Và một người đồng hành với tôi ngày hôm nay đó là bác sĩ Huỳnh Lê Thái Bảo. Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu về bác sĩ ạ. Vâng, xin kính chào bác sĩ Hướng, xin kính chào tiến sĩ Thoại và tiến sĩ Nguyễn Thanh Đông. Tôi là Huỳnh Lê Thái Bảo, là bác sĩ, là chủ nhiệm diễn đàn y khoa. Thì hôm nay tôi đại diện cho diễn đàn y khoa cũng như ban tổ chức thì sẽ đồng hành cùng chương trình và có một số thông tin đến quý vị như sau về buổi ngày hôm nay. Đó là
buổi webinar đặc biệt về đại dịch COVID-19 từ lý thuyết đến thực hành. Thế thì trong buổi này, đó là một cái sáng kiến xuất phát từ diễn đàn y khoa, trong đó có tiến sĩ Đông, tiến sĩ Thoại và tôi cùng một số anh em khác. Cái chiến dịch này đã được hỗ trợ bởi CSDS, tức là Trung tâm Phát triển Nghiên cứu và Phát triển Bền vững tại Việt Nam. Sau đó thì chúng tôi có đề xuất với bệnh viện 199 và chúng tôi nhận được sự ủng hộ rất lớn và cho phép phối hợp đồng tổ chức, đồng thực hiện chương trình này. Qua đây thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn CSDS, bệnh viện 199, diễn đàn y khoa đã đồng hành để cùng tổ chức chương trình này. Và chương trình này thì không chỉ dừng lại ở webinar ngày hôm nay, nhưng chúng tôi còn hai bước nữa, đó là chương trình hành động thực tế sau buổi ngày hôm nay qua những cái dẫn chứng khoa học mà các tiến sĩ nêu lên qua cái phần lý thuyết. Và sau đó chúng tôi hy vọng là sẽ có những công bố và nghiên cứu và công bố có giá trị trong nước và quốc tế. Nói về buổi ngày hôm nay thì sẽ có hai chuyên đề lớn. Chuyên đề thứ nhất đó là tổng quan về COVID-19 trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra hiện tại. Như chúng ta biết là gì? COVID thì lâu rồi, nhưng mà hiện tại thì nó có nhiều thay đổi quá. Vậy bây giờ nó có gì mới? Thì tiến sĩ Thoại sẽ trình bày cho chúng ta qua bốn chuyên đề tổng quan ngày hôm nay. Và sau đó chúng ta đến bước đầu thực hành, đó là tiến sĩ Nguyễn Thành Đồng sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm phòng và trị bệnh tại Cộng hòa Séc. Qua đó có những cái phương thức như là xúc họng rửa mũi, những cái cây giúp gá tía tô và một số kinh nghiệm khác rất gần gũi nhưng có thể chúng ta không biết hay là quên. Thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái cơ sở khoa học của những cái phương pháp đó và cùng nghiên cứu, cùng trao đổi. Và khi mà truyền thông cái số này trong một tuần trở lại đây thì chúng tôi nhận được cái lượt đăng ký rất lớn. Chúng tôi nhận được khoảng 700 lượt đăng ký trực tiếp. Ngoài ra thì có khoảng 11.000 người tiếp cận. Và chúng tôi rất hy vọng trong buổi ngày hôm nay có thể đạt đến 1.000 và hơn nữa số lượt xem trong buổi webinar này. Hiện tại chúng tôi nhận thấy là đã có gần 500 lượt xem ở trên cả hai kênh 1 và kênh 2, kênh Zoom và kênh Fanpage. Chúng tôi rất mong quý vị có thể theo dõi đến cuối chương trình này vì có rất nhiều thông tin rất bổ ích và hữu ích. Và tiếp theo thì chúng tôi xin nhường lại phần trình bày, phần giới thiệu đến bác sĩ Hướng. Dạ, xin mời chị. Vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ Bảo, người đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay thì đã chia sẻ cái chương trình. Nhưng mà còn một cái việc rất là quan trọng nữa và rất mong là quý vị sẽ theo dõi với chúng tôi đến hết chương trình này. Vì sau cái chương trình webinar ngày hôm nay thì còn một cái chương trình nữa cũng cực kỳ đặc biệt quan trọng, đó là công bố giải về cái cuộc thi nét đẹp blue trắng. Thì cái cuộc thi mà nét đẹp blue trắng thì đã diễn ra 2 tháng và vừa kết thúc vào ngày 31 tháng 8 vừa qua. Ban giám khảo cũng đã nỗ lực chấm điểm và đã có kết quả vào ngày 10 tháng 9. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ công bố giải và sẽ để sau 2 ngày để các quý vị có thể là có phúc khảo hoặc là có ý kiến gì không thì sau đó chúng tôi sẽ trao giải cho quý vị ạ. Vâng ạ. Vậy thì để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta có một cái mini game dành cho các quý vị đang xem live stream và các quý vị mà đang tham gia vào cái Zoom webinar. Thì cái phần thưởng đó là 10 voucher để xét nghiệm dịch vụ kháng thể tại Bệnh viện 199. Cũng như quý vị đã biết là chúng ta tiêm vaccine hoặc là như là chúng ta bị nhiễm COVID chẳng hạn thì chúng ta có thể là tạo ra cái kháng thể trong cơ thể để biết được là cái khả năng mà chúng ta bảo vệ cơ thể đến đâu. Thì ngày hôm nay chúng tôi tặng 10 cái voucher đó cho 10 quý vị khán giả nào may mắn bằng cách là comment một số bất kỳ từ 1 đến 100 và tag tên 3 người bạn vào phần bình luận, đồng thời like và share live stream của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ. Và tôi cũng không để cho quý vị đợi chờ lâu nữa và bắt đầu chương trình hôm nay. Tôi xin mời tiến sĩ Thoại chia sẻ với chúng ta về tổng quan về COVID-19 trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra trong hiện tại và tương lai. Xin mời tiến sĩ Thoại. Xin chào quý vị. Hôm nay thì chương trình là kỳ chủ đề của chúng tôi á, cùng có bốn cái chương. Chương thứ nhất
là COVID, cụ thể là con SARS-CoV-2 nó lây truyền như thế nào. Chương thứ hai là làm sao chúng ta phát hiện ở đó, tức là những cái xét nghiệm về COVID. Chương thứ ba là cách điều trị tổng quan về điều trị COVID. Và chương cuối cùng là các vaccine để phòng ngừa COVID. Đầu tiên là cái chương số 1 là vaccine, là SARS-CoV-2 hay là bệnh COVID nó lây truyền như thế nào. Thì có con SARS-CoV này là một loại corona virus, nó có một cái nhân ở giữa, RNA ở giữa và có những cái protein ở xung quanh, và nó lây truyền theo bốn đường. Đường thứ nhất là đường lây qua những cái giọt nhỏ, cái droplet nó lây ra và chúng ta ngửi vào. Đường thứ hai là đường tiếp xúc trực tiếp. Đường thứ ba là tiếp xúc gián tiếp, là qua xe cộ, máy bay, là tay nắm cửa, vân vân. Và đường cuối cùng ít hơn nhưng cũng có thể có, đó là đường nó ra dưới dạng nhỏ hơn nữa là aerosol, nó bay trong không khí như trên cái slide chúng ta đã thấy. Và như vậy nó đi vào cơ thể chúng ta như thế nào? Nó muốn vào đi cơ thể chúng ta thì cái protein S, tức là protein spike, spike là cái gai, cái giống như cái chân của nó, phải bám được cái vào các thụ thể. Thì có hai loại thụ thể, là một thụ thể ACE2 là, và cái thụ thể thứ hai là TMPRSS2. Thì cái hai cái thụ thể này nó có nhiều nơi, nhưng mà chủ yếu nó muốn vào được là có ba nơi thôi, đó là số 1 là mũi, số 2 là mắt, và số 3 là miệng. Đó là slide điều. Cái thực tế đó, đó là cái slide tiếp. Từ cái thực tế đó thì chúng ta thấy rằng muốn phòng nó lây lan thì chúng ta phải che mũi, che miệng và che mắt. Thì che mũi và che miệng thì chúng ta dùng khẩu trang, và che mắt thì chúng ta dùng cái face mask, tức là cái face shield, là cái màng che mũi. Và cũng giống như trong vi nó vào trong đường này thì chúng ta cũng làm xét nghiệm, thì chúng ta cũng lấy lại những cái mẫu nghiệm nó hiện diện ở ba vị trí đó là mũi, mắt và miệng. Nhưng mà cái chính là mũi, ở chỗ mũi hầu là cái chỗ chính. Và từ cái nguyên lý đó, từ cái lý thuyết đó thì giống được thực hành thì chúng ta là cụ thể là người ta nói 5K là cái tức là khẩu trang là số 1, giữ khử khuẩn là số 2 để tránh cái lây gián tiếp, thứ ba là khoảng cách, tránh khoảng cách để xa từ 2 mét trở lên thì nó không có thể lây lan được, và cuối cùng là chúng phải ít vaccine nếu sau này thì mình có điều kiện để tránh nó nhiễm trùng. Đó là cái slide cũ. Và như vậy trong này, trong vấn đề này thì có hai cái vấn đề đặt ra. Nhất là chúng ta nó có thể lây lan qua thực phẩm hay không, câu hỏi rất lớn. Thì về lý thuyết thì nó có thể lây qua thực phẩm, vì tại có cái receptor nó cũng thể có ở trong đường tiêu hóa, cũng có đường đó. Nhưng mà phải có cái con virus nó vào ở trong đường tiêu hóa đó được thì nó mới lấy được. Thì các CDC ở trên toàn thế giới này, và kể cả CDC Việt Nam và kể cả Tổ chức Y tế Thế giới đều đưa ra một cái bảng như tôi trình bày ở trên, tức là chưa có cái dữ liệu cho thấy con SARS-CoV-2 lây lan qua
thức ăn và nước uống. Vấn đề thứ hai là về khử khuẩn. Thì rất nhiều nhà khoa học là không đồng ý với cái chuyện khử khuẩn là phun thuốc khử khuẩn rất nhiều ra môi trường. Và vì tại vì con virus này nó sống ở trên cái mặt phẳng thì chỗ sống nhanh nhất, nó sống nó chết nhanh nhất là 3 giờ đồng hồ và chết chậm nhất là 3 ngày. Và chậm nhất nữa thì bảo vệ là 5 ngày. Cho nên là gần như cái phun thuốc khử khuẩn đó mà phun ra môi trường, ra không khí là không có hiệu quả. Tiếc rằng là cho đến gần đây, đến tháng 7 thì Bộ Y tế chúng ta mới khuyến cáo là không nên phun thuốc như vậy, vừa tốn tiền, vừa mất nhân lực và vừa thứ hai ô nhiễm môi trường. Còn vấn đề thứ ba trong cái vấn đề này, tức là có cần mặc cái áo blue bảo hộ lao động căng thẳng như vậy khi đi ở ngoài môi trường xung quanh hay không? Thì cái đồ bảo hộ lao động của một người y tế là gồm có ba thứ, là có ba bốn thứ. Thứ nhất là găng tay, thứ hai là khẩu trang, thứ ba nữa là cái áo choàng bảo vệ, thứ tư nữa là bộ áo vệ. Thì người ta nghiệm ra thấy rằng các nhà khoa học để chứng minh rằng thấy cái áo blue bảo vệ là cần thiết, rất cần thiết ở trong cái bệnh viện và trong những người điều trị trực tiếp ở bệnh nhân. Còn ngoài ra, những người đi ở ngoài, những người ship hàng, những người đi lấy mẫu nghiệm, thậm chí người ta tự lấy mẫu nghiệm ở nhà, không cần cái vấn đề này. Thì đây là cái ý kiến, còn chấp nhận hay không là còn tùy thuộc các cơ quan chức năng, đặc biệt của Bộ Y tế. Là cái chương mục của chúng tôi đến đây là tạm xong. Bây giờ tôi tiếp luôn cái chương thứ hai là về làm sao để phát hiện COVID. Cái chương này đồng nghĩa với như là các xét nghiệm về COVID. Thì quý vị biết con COVID này nó có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là cái chuỗi, một chuỗi RNA của nó, đó là thành phần chính. Và thành hai nó trong cái vỏ bọc. Thì trong vỏ bọc này nó có nhiều cái protein. Thì cái protein S là protein spike, là cái gai. Protein N là M là protein màng. Protein E là protein vỏ. Và protein C là protein nucleocapsid. Thì như vậy có hai cách để phát hiện con virus, và có hai nhóm xét nghiệm để phát hiện con virus này. Đó, xét nghiệm trực tiếp là thông qua người ta phát hiện ra được cái nhân, cái RNA của con đó. Và thứ hai nữa là xét nghiệm ra được các kháng nguyên. Thì các xét RNA thì người ta dùng phát hiện rất siêu, đó là xét nghiệm RT-PCR, viết tắt của chữ là Real-Time Polymerase Chain Reaction. Thì cái phản ứng này nó hay ở chỗ là nó phát hiện ra cái đoàn, một đoàn RNA của con virus, nó sẽ nhân lên, nó có nhiều cái chu kỳ, nó sẽ nhân lên, nó sẽ tạo thành một con virus thực sự. Và do cái phản ứng này rất nhạy, rất đặc hiệu, tức là nó không thể phát hiện con virus nào khác, nhưng mà nó có nhược điểm là nó rất cầu kỳ, phải có những kỹ thuật viên tiên tiến, phải có những trang thiết bị mà giá nó đắt. Thì xét nghiệm thứ hai là xét nghiệm kháng nguyên, tức là như cái kháng nguyên M, kháng nguyên S, kháng nguyên G, kháng nguyên E, kháng nguyên N, v.v. Thì những cái kháng nguyên đó người ta có thể phát hiện được qua cái phản ứng kháng nguyên, và đặc biệt bây giờ người ta có cái kháng nguyên nhanh. Thì thay vì người ta phát hiện ra được
thì nhân con virus thì người ta phát hiện được được cái vỏ, cái protein của nó. Có cái xét nghiệm gián tiếp là có xét nghiệm là kháng nguyên. Kháng nghiệm kháng thể. Kháng thể là cái gì? Khi cái, những cái kháng nguyên này vào cơ thể của chúng ta thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó sẽ tạo ra những cái kháng nguyên để chống lại những cái kháng thể, để chống lại những cái kháng nguyên này. Và có bao nhiêu kháng nguyên thì có bấy nhiêu cái kháng thể. Và xét nghiệm kháng thể là vô tình, là một cái xét nghiệm gián tiếp. Người ta chỉ tìm ra được cái bằng chứng là con virus này, con virus SARS-CoV vào cơ thể chúng ta, chứ không phát hiện trực tiếp từ con virus. Thì là rất dễ hiểu, là ví dụ như có cái cháy rừng, trực tiếp là mình thấy cái rừng bị cháy hoặc là thấy đám cháy, nhưng mà gián tiếp là mình thấy có khói và thấy có nhiệt độ tăng lên. Thì như vậy cái phản ứng, cái xét nghiệm kháng nguyên là xét nghiệm gián tiếp, tìm ra cái hậu quả do khi con virus này xâm nhập vào. Cho nên nó là có cái nhược điểm là nó không thể phát hiện sớm. Con virus này nó vào cơ thể là có một thời gian gọi là cửa sổ, thường thường người ta tính từ 7 cho đến 21 ngày nó mới tạo ra cái kháng thể. Cho nên nếu mình làm sớm quá thì không có phản ứng này, nó âm tính, gọi là âm tính giả. Tức là có con virus vào trong cơ thể nhưng mà nó cho phản ứng âm tính. Ngược lại, khi lành bệnh rồi thì cái kháng thể nó vẫn còn tồn tại trong máu của bệnh nhân từ 6 tháng cho đến 1 năm. Vậy cho nên mình nếu làm xét nghiệm trong cái khoảng thời gian lành bệnh thì cái xét nghiệm kháng thể nó vẫn đo dương tính. Đây là những cái dương tính giả. Khi đó con virus PCR, RT-PCR nó đã âm tính rồi, nhưng mà cái con virus này nó vẫn còn cái xét nghiệm kháng thể nó vẫn còn âm tính, nó vẫn còn dương tính. Và ở Việt Nam chúng ta cũng giống rằng là có xét nghiệm để chẩn đoán, thì có xét nghiệm nhanh kháng nguyên và xét nghiệm RT-PCR. Nhưng mà để xét nghiệm để biết kháng thể thì xét nghiệm này để biết được cái khả năng sinh miễn dịch của con người như thế nào. Đặc biệt là khi con người chích, sau khi mình chích vaccine, mình muốn biết cái vaccine này nó có hiệu quả như thế nào, thì cuối cùng là mình phải làm cái xét nghiệm kháng nguyên, kháng thể này để mình biết được cái khả năng sinh miễn dịch của cơ thể chúng ta. Và đặc biệt là hiện nay trong khi cái con virus nó lan truyền rất quá nhanh, mà trong cái xét nghiệm, đặc biệt cái xét nghiệm PCR chúng ta làm là nó chậm, nó không thể nhanh lắm, cũng phải nửa ngày, mà trong khi đó thì có thể gần như chúng ta đuổi không kịp cái mức độ lây lan của nó, thì các nhà khoa học là sẽ ra một cái phương pháp xét nghiệm mới, cũng là kháng nguyên, kháng thể, cũng là kháng nghiệm RT-PCR, nhưng mà kháng nghiệm này gộp, chúng ta gộp lại cái xét nghiệm này. Và các nhà dịch tễ trên thế giới chứng minh rằng cái xét nghiệm gộp này nó rất có giá trị, nó rất có giá trị trong chẩn đoán một cái cộng đồng mà có ít người dương tính. Người ta bằng cách như thế này, người ta gộp 50 người thành ra một mẫu, và nếu cái mẫu gộp đó mà dương tính thì người ta làm riêng rẻ cho những người ở trong. Cụ thể như thế này, tôi ví dụ trong cộng đồng này 100 người, nhưng mà có một người dương tính thôi, khả năng dương tính có một người thôi. Thì như vậy là đầu tiên mình làm ra 10 cái mẫu gộp, mỗi mẫu gộp như vậy là 10 người.
thì cái mẫu gộp nào đó nó dương tính thì mình làm lại 10 cái mà 10 cái cá nhân mà trong cái mẫu gộp đó. Như vậy tổng quát là chúng ta tìm ra người nào, nhưng mà thay vì người ta làm đến 100 cái xét nghiệm thì bây giờ chúng ta chỉ làm lại có 20 cái xét nghiệm mà thôi. Chuyện thứ hai của chúng ta đến đây là xem như là thông qua. Bây giờ chúng ta qua cái chương 3. Vậy thì khi mắc bệnh thì điều trị như thế nào? Bây giờ cái chương này là rất nhiều cái rất rối, vì đại ra bây giờ trên mạng, trên hệ thống truyền thông quá nhiều cái và có những người không phải y tế, rồi cũng có những người đâu đó ở trên là rất hỗn loạn. Cho nên tôi là tổng kết lại là có 6 nhóm thuốc hoặc là cách điều trị của COVID-19 như sau. Cho cái slide này. Thì nhóm thứ nhất là các thuốc ức chế hay còn gọi là diệt con SARS-CoV-2. Nhóm thứ hai là những cái kháng thể đơn giản để chống lại con virus. Nhóm thứ ba là các huyết tương của người vừa khỏi bệnh. Nhóm thứ tư là các thuốc để trị triệu chứng và biến chứng. Nhóm thứ năm là những cái thuốc hỗ trợ, ví dụ như dinh dưỡng, thuốc, vitamin, chất hỗ trợ, vân vân. Và nhóm thứ sáu là các loại thuốc đang còn thử nghiệm, đang còn bàn cãi với nhau. Thì đầu tiên tôi nói qua nhóm thuốc thứ nhất là ức chế diệt SARS-CoV-2. Nó ức chế như thế nào? Nó diệt như ra làm sao? Thì con SARS-CoV-2 này sau khi vào được cơ thể thì là virus, là nó không thể tự nhân lên được, mà nó phải nhờ cái hệ thống của cơ thể, là của cơ thể vật chủ, tức là cụ thể cơ thể của chúng ta để tổng hợp ra nó để là. Thì cái thuốc, tất cả cái nhóm thuốc ức chế virus này có cái chữ vía ở đằng sau đó, tức là nó tác dụng lên cái enzyme. Tất cả cái virus này đều dùng một cái enzyme để nhân lên, đó là enzyme RNA polymerase. Và cái thuốc này ức chế này, ức chế cái enzyme RNA polymerase này. Và vì ức chế RNA này thì con virus này bảo nó không nhân lên được. Nó muốn nhân lên, mà vì sao nó ức chế được? Thì người ta, các nhà khoa học làm ra cái này. Thì con tôi ví dụ như cái này, đây là lý thuyết cái khóa, cái ổ khóa, cái chìa khóa. Cái enzyme RNA polymerase là giống như một cái ổ khóa, nó cần phải đúng cái chìa khóa đúng của nó là nó mới mở ra được. Và bây giờ cái nhà khoa học là chế ra một cái mấy cái chìa khóa dồn, cho nên nó vô trong, nó làm rối loạn cái ổ khóa kia, nó không thể mở ra được. Và như vậy con virus không nhờ tế bào nhân lên nó được, thì coi như là đó là cái nhóm thuộc thứ nhất. Nhóm thứ hai là kháng thể đơn giản. Thì như tôi trình bày khi nãy, con virus này trên con virus này nó có rất nhiều cái kháng nguyên, và mỗi kháng nguyên nó sẽ là, khi nãy là tôi kể cái bốn cái kháng nguyên cơ bản thôi, nhưng còn nó có rất nhiều kháng nguyên. Cứ mỗi protein là có một kháng nguyên, thì mỗi cái kháng nguyên này cơ thể nó tổng hợp ra được là một cái kháng thể. Mà kháng thể cho một kháng nguyên gọi là kháng thể đơn giản. Và các nhà bào chế thì họ làm ra được những cái kháng thể đơn giản này. Và cái kháng thể đơn giản, nó viết tắt của chữ kháng thể đơn giản là monoclonal antibody. Thành thử ra những cái kháng thể đơn giản đó được ký hiệu cái chữ đằng sau. Cho lại cái slide cũ đi. Các kháng thể đơn giản này cho cái tự đằng sau là MAP có nghĩa là monoclonal antibody. Thì chúng ta hiện nay đang có hai, hiện nay chúng ta có mấy kháng thể trong Việt Nam,
Tôi xin nhắc lại bên chỗ cái phần kháng cái phần mà thuốc ức chế virus thì chúng ta hiện nay đang nhập cả hai loại, đó là remdesivir và monopiravir, là chúng ta có dùng ở Việt Nam. Remdesivir là loại thuốc ức chế virus dưỡng chích, và monopiravir là lợi thế hơn là nó được uống. Và nhóm thứ ba là cái huyết thanh của người vừa khỏi bệnh. Thì huyết tương người phản về khỏi bệnh này thì họ có cái kháng thể. Và khi họ hiến cho mình thì mình dùng cái kháng thể của chính họ. Quá như mình không tiêm vaccine mà mình có được kháng thể. Thì cái này là cái hình dung để dễ nhớ, là chúng ta dùng cái SAT để chống uống ván, SAV là chống nọc rắn, SAD là chống bạch hầu, và SAB là chống cái con botulinum, con ngộ độc thịt, cái thực phẩm chay vừa rồi. Thì đó là, đây là một phương pháp dùng miễn dịch thụ động, tức là mình dùng cái vắc, mình dùng cái kháng thể của một cái ngoại lai để mình dùng vào cơ thể. Nhóm thuốc thứ tư là nhóm thuốc để điều trị triều và biến chứng. Thì như vậy, như trên bạc chúng ta thấy hạ sốt thì chúng ta dùng thuốc hạ sốt, giảm viêm thì chúng ta dùng bạc viêm, giảm đau chúng ta giảm đau, chống dị ứng thì dùng chấm đông, thì dùng đông ngăn ngừa cơn bão cytokine, kháng sinh để chống nhiễm trùng thì dùng họ những loại như trên bạc. Thì như vậy là đây là triệu chứng, tức là nếu có triệu chứng này, giống cái gọi thuốc an sinh là họ cho những cái thuốc này và họ hướng dẫn nhà nước bộ y tế chúng hướng dẫn chỉ dùng thuốc hạ sốt khi sốt, chỉ dùng thuốc dị ứng khi chống dị ứng, và chống đông khi có chống đông, và ba cái nhóm thuốc trên là tự dùng, và ba cái nhóm thuốc dưới đến cái slide là chống đông, ngăn ngừa bão cytokine và kháng sinh là phải có chỉ định của cái đội y tế của trong cái trạm y tế lưu động họ hướng dẫn. Nhóm thuốc thứ năm là nhóm thuốc điều trị để tăng cường hỗ trợ. Thì chúng ta thường hay cái đói ăn rau, đau uống thuốc, nhưng mà không đúng. Chúng ta phải dùng thực phẩm. Là Hippocrate cách đây 2.000 năm trong y văn của y học, trong tôi đi giảng dạy cho sinh viên, thì biện pháp đầu tiên người đau bệnh gì, ung thư, thậm chí đau dạ dày, cắt dạ dày cũng phải là có dinh dưỡng. Là dinh dưỡng, nếu không ăn uống được thì chúng ta phải truyền, gọi là nuôi dưỡng tĩnh mạch. Cái loại thứ hai là những cái chúng ta thấy có những cái vitamin. Nhưng hiện nay cái vitamin mà quan trọng nhất là người ta lại chứng minh rõ ràng đó là vitamin D. Chúng ta tưởng tượng là vitamin C là quan trọng, nhưng vitamin C không quan trọng bằng vitamin D. Cái thứ ba là vitamin C, rồi cái thứ tư là kẽm, rồi thứ năm là những cái loại thuốc sông hơi, rồi những loại thuốc hỗ trợ bình thường. Thì giống như bình thường chúng ta dùng trong con virus corona là nó cùng hò với virus trùng, thì những cái điều trị bình thường ở với virus thì chúng ta có thể dùng được. Và nhóm thuốc thứ sáu là nhóm thuốc đang còn bàn cãi. Thì cái thuốc mà bàn cãi nhiều nhất là chloroquine và hydrochloroquine. Thì người tôi ví dụ ra, tôi đưa ra một cái ví dụ là cựu tổng thống Donald Trump là cái người rất ca tụng chloroquine và cả thuốc kháng khuẩn. Thủ tướng Boris Johnson của Anh cũng vậy. Nhưng hai vị này bị Covid thì theo tôi được biết là các bác sĩ cao cấp của hai vị này
chẳng cho hai vị này dùng viên thuốc chloroquine nào cả. Thứ hai, thuốc hiện nay đang nổi lên và Mỹ rồi chúng ta, thậm chí chúng ta đều rất can, đó là ivermectin, là cái thuốc này dùng sẵn để điều trị cho bò, lợn, vân vân, tự nhiên quảng cáo nhau đi ra điều trị. Và thuốc thứ ba là quercetin, là thuốc bị gút, rồi baricitinib là kháng thể tiêu trùng khớp, rồi azithromycin kháng sinh, vân vân. Rồi đây là những thuốc còn bằng cả, còn có những cái phương pháp điều trị rất bậy, là ví dụ như nói con dung đất, nói địa lăng thì là không có đúng. Có tổng đủ thuốc điều trị COVID tại nhà của chúng ta hiện nay gồm có là paracetamol, acetylcysteine để lắng đờm, multivitamin để tăng sức, thuốc xúc hằng, nước muối, và viên C sụt bọt, khẩu trang, kẹp, vân vân. Lát nữa là tiến sĩ Đồng sẽ trình bày cho chúng ta về cái xúc hằng như thế này. Và chương cuối cùng là cái vaccine để ngừa COVID. Thì vaccine là như thế nào? Vaccine là mình gây miễn dịch chủ động cho cơ thể để chống lại con virus. Thì cái vaccine này, người phát hiện đầu tiên của vaccine là cách đây 220 năm. Đó là ông Edward Jenner. Ông này là bác sĩ ở Vinh Anh. Năm 1796 là ông phát minh ra cái vaccine ngừa bệnh đậu mùa. Thì hệ thống vào mùa này, thì sau khi ông thấy rằng những người bị đầu bò thì nó bị nhiễm đậu mùa rất nhẹ, thì ông lấy cái con đầu bò là một cái con virus tương tự như đậu mùa, ông chích cho cái cầu bé phít, và sau đó ông phát hiện ra cái vaccine, là đây là vaccine đầu tiên trên thế giới và mở ra một ngành vaccine học trên thế giới. Và người ta phát hiện vaccine như thế nào, thì người ta có 6 cách để phát hiện vaccine, để phát triển vaccine. Không gì lại được. Tùy theo cái kháng nguyên để người ta dùng làm vaccine, thì người ta có những cái loại vaccine sau đây. Thứ nhất, cho nhanh lên tí, cho cái slide nhanh lên tí. Hiện nay trên thế giới ấy, trên thế giới là có đến 330, theo tôi tra ngày hôm nay thì đến 330 cái ứng cử viên vaccine trên thế giới, và trong đó có 122 cái vaccine đã đưa vào thử nghiệm tiền lâm sàng vân vân. Và hiện nay ở Việt Nam mình, chúng ta, Bộ Y tế chúng ta chấp nhận dùng 3 vaccine. Bên Mỹ thì chỉ chấp nhận có 3 cái vaccine thôi, 4 cái vaccine thôi. Và cái vaccine bất hoạt, tức là người ta dùng một con virus bị giết chết đi và để làm ra cái kháng nguyên, và cái vaccine này gọi là vaccine bất hoạt, inactivated vaccine. Cho tiếp theo sao này. Vaccine thứ hai là vaccine tiểu đơn vị, thì người ta dùng những cái tiểu đơn vị, mỗi cái tiểu đơn vị là một cái protein ở trên cái con virus đó. Ví dụ như khi nãy chúng ta thấy con virus này có rất nhiều tiểu đơn vị, và mỗi tiểu đơn vị người ta dùng cái tiểu đơn vị để người ta làm vaccine. Và cái tiểu đơn vị người ta hay dùng nhất là người ta làm cái tiểu đơn vị, cái protein F. Vaccine thứ ba là vaccine giảm độc tố. Vaccine này là một vaccine tiểu đơn vị. Cho tiếp. Bởi vì
cái vaccine thứ ba là vaccine biến độc tố, là vì chúng ta không thể chích cho nhân quả bất cho là lưu lại cái vaccine cũ nữa. Cái vaccine biến độc tố tức là người ta lấy cái độc tố của con virus của con virus hoặc là của con vi khuẩn này, vì con vi cái độc tố nó gây nguy hiểm cho người, nhưng mà biến độc tố người ta dàn, người ta làm khử độc nó đi và người ta dùng vaccine. Thì cụ thể hai vaccine chúng ta dùng đây là uống ván và bạch hầu. Cho tiếp cái vaccine, vaccine thứ tư là vaccine giảm độc lực. Thì con virus này bị làm cho nó suy yếu lên, nó chưa chết nhưng mà nó không có thể gây ra bệnh. Thì cái vaccine của cái nhiều loại vaccine rồi này, ví dụ như cái con vaccine của chúng ta hay dùng nhất cho trẻ em là vaccine sa bên của điều trị bài liệt. Thì hồi trước chúng ta dùng vaccine son phải chích, là vaccine này là con là vaccine cái con virus bị giết chết, là con bị là mất độc lực giết chết con virus. Và còn cái vaccine giảm độc lực là vaccine sabin của trong điều trị của trong phòng ngừa bệnh bại liệt. Thì vaccine hiện nay cả thế giới dùng là vaccine sabin, là do ông Sabin nghiên cứu ra. Thì cái vaccine này là con virus bại liệt đó được giảm độc lực, nó không có gây bệnh. Vaccine thứ năm là vaccine vector virus, thì là cũng dùng một con virus để nó tải cái thông tin tại này. Con virus này nó chỉ tải cái thông tin nó vào trong, nó không phải là cái kháng nguyên, nhưng nó tải cái kháng nguyên vào trong, nó kích thích để tạo cơ thể mình tạo ra cái kháng nguyên, và sau đó cái hệ thống miễn dịch của mình lại tạo ra cái kháng thể để chống lại cái kháng nguyên đó, là cuối cùng. Và cái vaccine này là bây giờ rất nhiều người làm, ví dụ Sputnik là làm vaccine này, rồi cái AstraZeneca là làm vaccine này. Và vaccine cuối cùng là nhóm viên là công nghệ gen di truyền. Cái vaccine này là cao cấp nhất. Vì giống cái vaccine gen di truyền này ấy, thì người ta đặc biệt là cái vaccine RNA và RNA thông tin, tức là muốn tổng hợp cái protein thì cái nhân của tế bào mình nó sẽ tổng hợp ra một cái mRNA, tức là RNA thông tin dịch ra tiếng Việt, và nó chạy ra trong tế bào chất, nó sẽ tổng hợp lên những cái protein spike, và cái protein spike lại ngược lại sẽ kích thích cái tế bào, cái hệ thống miễn dịch để tạo ra cái protein. Và cuối cùng là cái vaccine DNA, thì vaccine này mới nhất là do Ấn Độ mới sản xuất, đang có đưa vào sử dụng, nhưng mà người ta chưa sử dụng được đại trà. Thì hai vaccine mRNA rất nổi tiếng và cả thế giới đã từng hiện nay, đó là vaccine của hãng Pfizer phối hợp với BioNTech và vaccine Moderna của Mỹ. Và còn cái vaccine ZCovD là của Ấn Độ, thì làm vaccine DNA, tức là người ta dùng một cái plasmid để người ta chuyển cái DNA vào trong và nó sẽ kích thích để tổng hợp lại cái protein spike, và cũng giống như cái vaccine mRNA như vậy. Và tiêu chuẩn đánh giá đông này, tiêu chuẩn đánh giá của vaccine thì như vậy, muốn đánh giá một vaccine được có 3 tiêu chí: thứ nhất độ an toàn, thứ hai khả năng miễn dịch, và thứ ba hiệu quả phòng vệ. Độ an toàn này đánh giá qua 2 thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật. Khả năng miễn dịch thì đánh giá qua thử nghiệm lâm sàng pha 2 và pha 1, pha 2, và hiệu quả phòng vệ đánh giá qua thử nghiệm lâm sàng pha 3 trên cả ngàn tình nguyện viên. Và cái tình nguyện viên là người ta chia làm hai loại, là kháng nguyên, là một loại thử nghiệm có chích vaccine thật, và một loại người chích placebo.
Điều lý thứ hai về vaccine là tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Vì hiện nay cả thế giới đều theo công sức để phòng dịch là ngăn ngừa ngăn ngừa lây lan thì bằng 5K, ngăn chặn lây nhiễm thì bằng vaccine và điều trị cho hiệu quả. Thì muốn ngăn chặn lây nhiễm thì vaccine, nhưng mà bây giờ là cái tình hình là khủng hoảng vaccine, sản xuất vaccine không có đủ để chúng ta cho nên chúng ta phải có vaccine nào càng quyết định đúng nhất, theo tôi là tiêm vaccine sớm nhất. Một cái điều lý thứ ba, tại sao phải tiêm nhắc lại vaccine? Vì chúng ta phải tiêm nhắc vaccine, chúng ta chích lần đầu thì nó như cái dữ liệu rồi, chúng ta chích lần đầu nó lên 1 tỷ và chính thức lần thứ hai thì booster rồi nó làm tăng vọt lên thì hiệu giá kháng sinh nó mới lớn. Và thứ ba là tại sao không được tiêm vaccine cho những người phụ nữ có thai dưới 13 tuần và trẻ em dưới 12 tuổi? Vì người ta thấy rằng 3 tháng đầu của thai kỳ thì cái giai đoạn này gọi là phôi, tức là cái nó đang từ cái hợp tử nó phân chia biệt hóa thành cơ quan bộ phận, nếu có vì trục trặc cái gì đó này thì đứa trẻ đẻ ra sẽ bị khuyết tật. Cụ thể là ví dụ như chúng ta thấy đứa trẻ nào mà bị bà mẹ nào bị mắc rubella trong 3 tháng đầu, chắc chắn người ta phải khuyên bà mẹ là hủy cái thai. Thứ hai, trẻ em không phải là người lớn, vì bộ phận trẻ em nó không phải là như vậy, không phải như người lớn thu nhỏ, cho nên là người ta có những loại thuốc, rất nhiều trẻ em bị chết vì người lớn dùng thuốc ho có giải thuốc phiền, dùng thuốc cầm ỉa có giải thuốc phiền dùng cho trẻ em là nó không có đúng. Và cái vấn đề thắc mắc cuối cùng là vaccine mRNA có gây đột biến gen của người hay không? Thì cái hình vẽ bên cạnh để mô tả chúng ta, cái mRNA nó nằm ở trong cái tế bào chất, cái cytosol, cái cytoplasm. Gen cảm nhận ra như vậy nó cũng có thể ảnh hưởng vào cái bộ gen DNA, nó nằm ở trong cái nhân tế bào. Cái genome là nó nằm ở trong cái DNA của tế bào, và cái mRNA nó hoạt động ở trong tế bào chất, tức là tế bào chất thì làm sao nó chạy vào trong DNA. Thì cái phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Tôi mong có những câu hỏi gì ta sẽ trao đổi. Vâng ạ, rất là cảm ơn tiến sĩ Thoại với một cái bài tổng quan rất là chi tiết. Thì sau cái chương trình này thì sẽ có những câu hỏi chúng ta sẽ thảo luận sau. Và kính thưa quý vị, trong thời gian hiện trong cái bối cảnh hiện nay, đó là cái dịch bệnh chúng ta đang vẫn diễn ra hết sức là phức tạp, và các cái phương pháp phòng bệnh thì luôn được các cái chuyên gia vẫn tiếp tục nghiên cứu, và kết hợp với những cái phương pháp hiện đại thì các cái biện pháp phòng ngừa do y học cổ truyền cũng rất được quan tâm, và đã có rất nhiều các cái nghiên cứu đã đưa ra trong thời gian vừa qua, và như là các cái loại diếp cá, tía tô có tác dụng gì trong đặc trị COVID-19 chẳng hạn. Và sau đây thì xin mời tiến sĩ Đồng trao đổi thêm về vấn đề này, và cũng như là một số kinh nghiệm phòng chống dịch ở các nước châu Âu hiện nay. Xin mời tiến sĩ Đồng ạ. Tiến sĩ Đồng bật mic lên anh thầy ạ. Dạ rồi ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Thoại về bài giảng vừa rồi ạ. Qua bài giảng của tiến sĩ thì cũng đã, tôi là một nhà hóa học thì cũng đã hiểu thêm rất là nhiều thông tin về miễn dịch và cơ chế lây nhiễm. Như tiến sĩ có nói thì là trong cái thời gian gần đây thì cũng có nổi lên rất là nhiều cái thông tin và những cái phương pháp rất là nhiều.
vậy trong cái biển thông tin đó thì cái giải pháp nào là giải pháp thích hợp để mà ứng dụng trong cộng đồng nhất? Thì tôi là cũng là một cái người làm hóa học thì cũng có hiểu biết về sinh học và các cái một số những cái kiến thức về về phòng bệnh. Thì cái cách tiếp cận của tôi thì tôi rất là muốn đưa ra những cái phương pháp phòng bệnh cho cộng đồng mà nó thích hợp, bởi vì tôi cũng đã tham gia rất là nhiều những cái dự án về công nghệ cao cũng như là cái dự án liên quan đến cộng đồng, thì tôi thấy rằng là cái sự thích hợp ở đây rất là quan trọng, bởi vì là dù đang có đưa công nghệ cao vào cộng đồng hơn nữa nhưng mà có hiệu quả hơn nữa, nhưng mà cái sự thích hợp của nó không cao, thì sau một thời gian thì cái công nghệ cao đó cũng sẽ bị tẩy chay hoặc là bị cộng đồng không sử dụng tiếp theo. Do đó là tôi cũng rất là trăn trở và muốn đưa ra một cái giải pháp nào đấy mà vừa đơn giản mà lại nhiều người sử dụng được mà lại hiệu quả trên diện rộng. Đấy. Do đó thì chúng tôi đã qua thời gian tìm hiểu thì cũng đã đưa ra một cái phương pháp mới. Ra là cũng không phải là mới, bởi vì là cái nước muối đã sử dụng rất là lâu trong cái dân gian rồi. Nhưng mà ở đây là chúng ta sẽ có một cái tiếp cận mới trong cái sử dụng nó. Trước đây chúng ta đã sử dụng cái nước muối là 0,9%, tức là đẳng trương. Và nhưng mà hiện nay thì tôi đã đề xuất cái phương hướng sử dụng nước muối có nồng độ cao hơn là 1,5%. Đấy. Trong cái thời gian chúng ta là đều thống nhất với nhau là cái giải pháp mà vaccine là cái giải pháp lâu dài nhất và cơ bản nhất. Nhưng mà hiện nay là trong cái tình hình đất nước hiện nay là vaccine là chưa có đủ để mà tiêm trên diện rộng. Nhà nước cũng đang cố gắng là tiêm ngày tiêm đêm để mà cố gắng là phủ kín được. Ví dụ như Hà Nội là các quận nội thành là như hôm qua là đã các y bác sĩ là đã thức suốt đêm mà để tiêm cho bà con để mà cố gắng là phủ rộng nhất cái vaccine cho các quận nội thành. Đấy. Thì thôi tôi xin trình bày cái vai trò của rửa mũi và xúc họng bằng nước muối 1,5% trong phòng trị bệnh COVID-19. Thì về cái giải pháp này thì là hiện nay đang có cũng có nhiều cái thông tin mà tranh cãi, mà đặc biệt là với tổ chức lớn nhất về sức khỏe của thế giới cũng chưa công nhận giải pháp này là cái giải pháp mà hiệu quả, bởi vì họ cho rằng là những cái bằng chứng về cái giải pháp này nó cũng còn rất là giới hạn. Như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình ấy là không, họ cho rằng là không có cái bằng chứng, tức là no evidence mà có thể bảo vệ được cái mũi của chúng ta khỏi cái coronavirus. Tuy nhiên là ở góc độ của chuyên môn của tôi thì tôi đánh giá rằng là chắc chắn là cái phương pháp này có tác dụng, bởi vì như các bạn thấy trước đây là cũng không phải cái tổ chức y tế thế giới khuyến cáo cái gì cũng đúng cả. Trước đây thì là thời gian đầu ấy, các bạn có thể thấy là phía bên tay trái là những cái tổ chức y tế thế giới và CDC của Mỹ cũng đã từng nói là khẩu trang là không có tác dụng mà chỉ cần thiết cho nhân viên y tế và người bệnh, mà cũng không cần thiết đeo trong thời kỳ đầu dịch. Chính cái khuyến cáo mà sai lầm này đã gây nên cái hiện tượng chủ quan ở các nước châu Âu, đặc biệt là Italia và Pháp, đã gây nên cái trận dịch rất là lớn ở Pháp, ở Italia và Tây Ban Nha. Thì rất nhiều người chết do cái thời gian đầu này là người dân rất là chủ quan và không đeo khẩu trang. Từ cái kinh nghiệm này thì chúng ta có thể nói rằng là các cái cơ quan y tế thế giới có khuyến cáo theo nữa thì cũng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng áp dụng ở mức độ vừa phải, và trên cái cơ sở mà hiểu biết của chúng ta cần phải có những cái cách ứng xử riêng. Vậy thì trong tình hình đất nước hiện nay thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ có áp dụng biện pháp này trên diện rộng hay không? Theo ý kiến chuyên môn của tôi thì tôi sẽ chứng minh cho các bạn rõ thêm là chúng ta cần phải áp dụng biện pháp này ở diện rộng.
chắc chắn biện pháp này sẽ có những tác dụng tốt trong góp phần vào cái công cuộc mà ngăn chặn dịch bệnh. Như tiến sĩ Thoại cũng vừa trình bày rất là rõ là mũi và họng là cái nơi chủ yếu nhất để mà tiếp nhận và trung chuyển và phát tán COVID-19 mà xâm nhập vào đi khắp cơ thể. Tuy nhiên là thực tế đã chúng ta thấy rằng là chúng ta có rửa tay này và khử trùng tay, nhưng mà tuy nhiên là cái mũi và họng thì gần như là chúng ta chưa chú ý đúng mức tương xứng với cái tầm quan trọng của nó. Cái giải pháp nước muối để xúc họng rửa mũi của tôi thì có 3 cái cơ sở khoa học, đó là giảm tải, ức chế và tiêu diệt virus. Tôi sẽ trình bày các cái cơ sở khoa học này theo các cái mục riêng như sau. Để mà thứ nhất là vai trò của giảm tải thì tôi đánh giá trong các 3 cái cơ chế mà của nước muối thì tôi đánh giá cao nhất cái cơ chế giảm tải. Bởi vì như chúng ta đã biết là trong triết học thì có một cái quy tắc, có một cái cặp phạm trù là lượng đổi chất đổi. Lượng và chất thì là khi nào mà lượng đổi thì chất sẽ đổi. Đấy. Cái quy tắc này gần như rất là đúng với rất nhiều ngành khoa học khác nhau, khoa học môi trường cũng như là y học. Chúng ta có thể thấy rằng là khi một tác nhân lạ nào xâm nhập vào trong cái cơ thể hoặc là trong môi trường thì để mà hạn chế cái sự ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với cái cơ thể cũng như là môi trường thì chúng ta cần phải ngăn chặn và loại trừ nó đi, tức là giảm thiểu cái số lượng của cái tác nhân gây hại một cách nhanh nhất có thể. Đấy. Như tôi trình bày cái mô hình ở trên thì có thể thấy rằng là qua các lần xúc họng, giả sử như là đây là một cái diện tích của bề mặt mũi hoặc là họng, thì khi mà có coronavirus xâm nhập vào thì chúng ta có dùng biện pháp là xúc mũi và rửa họng để mà loại trừ qua các lần xúc khác nhau. Như tôi đề xuất là 3 lần xúc và 3 lần rửa đối với mũi và họng. Thì qua các lần xúc này thì chắc chắn là như quý vị trình bày, quý vị thấy trên màn hình thì là cái số lượng virus chắc chắn sẽ bị giảm đi. Thì khi mà cái số lượng virus giảm đi đến mức tối thiểu và chắc chắn là nó sẽ giảm cái sự nguy hiểm, mức độ nguy hiểm của nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Mặc ngoài cái sự giảm về số lượng và dẫn đến cái sự suy yếu về tổng thể của cái mức độ nguy hiểm, thì chắc chắn rằng nếu mà có tồn tại những con virus mà chưa bị rửa đi thì dưới tác dụng của cái dòng xoáy và cũng dòng xúc mũi thì là các cái gai cũng như là những cái bề mặt của cái màng virus sẽ bị biến đổi. Mà tôi đọc rất là nhiều tài liệu thì thấy rằng là tuy con virus là rất là nguy hiểm nhưng mà nó rất là bị nhạy cảm, chỉ cần biến đổi các cái hình dạng hoặc là làm cong hoặc là làm méo cái bề mặt của nó là nó cũng dẫn đến bất hoạt. Ngoài ra thì đối với các cái số lượng hay là đúng hơn là tải lượng của virus ở các cổ họng của người bệnh thì cũng sẽ làm giảm rất là nhiều cái thời gian điều trị bệnh và cái xác suất lây lan sang những người xung quanh. Cái cơ chế thứ hai đó là cơ chế việc ức chế thì ở đây tôi có hai cái nghiên cứu trong ống nghiệm và cùng một nhóm tác giả thì chúng ta có thể thấy rằng là họ đưa ra một cái kết luận là cái ở nồng độ là nước muối là 1,5% thì nó đã bắt đầu là ức chế được 100% cái virus SARS-CoV-2. Khi ta tăng nồng độ lên 1,7 thì
Đấy, thì cái ngưỡng này vẫn tương tự như vậy. Tuy nhiên là khi nó giảm xuống nồng độ là 1,4% thì nó chỉ cái mức độ mà tiêu diệt được SARS-CoV-2 thì còn khoảng 98%, à 99,5%, thấp hơn. Do đó là tôi quyết định là cứ dùng cái nồng độ 1,5% để khuyến cáo cộng đồng. Ngoài ra cũng có một lý do nữa khi mà tôi quyết định là khuyến cáo một nồng độ này, bởi vì là chúng trên thị trường hiện nay là hầu hết là chúng ta đang quen sử dụng cái nước muối ở nồng độ là 0,9%. Do đó là khi mà đổi sang nồng độ cao hơn thì hầu hết là có thể sẽ gặp một cái phản ứng của cái người tiêu dùng khi đã dùng thói quen sử dụng cái cũ, là họ tâm lý là lo ngại là có thể gây nên những cái tổn thương về niêm mạc mũi và họng. Cho nên là chính bởi vậy mà trong cái quá trình mà thử nghiệm thì tôi đã trực tiếp thử nghiệm đến bản thân và những người xung quanh trong cộng đồng Việt Nam, cộng ASEAN để mọi người sử dụng, thì có thể tổng kết là không có một biến chứng nào xảy ra cả. Bản thân tôi sử dụng thì là qua đến nay là gần 2 năm trực tiếp thử nghiệm và dùng thì phải nói là rất là tốt. Thời gian 2 năm trước thì là Cộng hòa Séc đã bắt đầu có cái dịch COVID, và công việc của tôi thì vẫn rất phải đi ra ngoài và tiếp xúc với cộng đồng người bản địa rất là nhiều, và tỷ lệ lây nhiễm của Cộng hòa Séc thì không phải nói, bạn biết qua báo chí là tỷ lệ lây nhiễm rất là cao, F0 có thể nói là rất là nhiều, tỷ lệ quá cao. Nhưng mà thực tế là qua quá trình sử dụng trên thì tôi không bị lây nhiễm gì cả. Và một cái tác dụng phụ nữa rất là tốt là những cái bệnh liên quan đến mũi họng như là bệnh viêm xoang cũng đã khỏi hẳn. Cái cơ chế thứ ba là cơ chế tiêu diệt. Thì theo cái nghiên cứu của các tác giả của viện nghiên cứu của Anh thì người ta đã làm cái thử nghiệm, tức là làm cho cung cấp thêm cho các tế bào thường một cái lượng nước muối, thì các tế bào đó sẽ do cái sự chênh lệch đồng độ mà các bên trong và bên ngoài tế bào, các tế bào đó đã hấp thụ thêm một lượng NaCl. Do đó là các tế bào thường này đã sử dụng cái ion clo trừ và kết hợp với hydrogen peroxide nội bào để chuyển hóa thành HClO nội bào. Mà chúng ta đã biết là cái HClO là một tính chất oxy hóa rất là mạnh và chống lại được các cái vật liệu di truyền của các virus, trong đó có cái coronavirus 229E. Ở đây thì tôi có phỏng đoán rằng là tôi cũng trao đổi trực tiếp với tác giả của bài báo này, thì là để tôi có câu hỏi cho họ là liệu cái cơ chế tương tự có xảy ra với SARS-CoV-2 không, thì tác giả đó cũng trả lời chúng tôi rằng là vì cái cấu tạo chung cũng như cấu trúc hóa học của coronavirus 229E và SARS-CoV-2 rất là giống nhau trên 99,95%. Do đó là mà cái cơ chế tiêu diệt này là một cơ chế hóa học rất là mạnh. Do đó là cái cơ chế này, cái tiêu diệt bằng HClO cũng khả năng tương tự xảy ra đối với cái SARS-CoV-2. Tiếp theo là có một cái nghiên cứu khác cũng nói rằng là về cái sử dụng nước muối thì họ cũng cho rằng là NaCl sẽ đóng vai trò chính. Các thành phần khác như là hệ đệm trong tự nhiên cũng như là nước biển thì không có tác dụng nhiều trong việc tăng cường thêm việc diệt khuẩn nói chung. Và cái nước mà chúng ta cần để sử dụng trong quá trình mà phòng bệnh là chỉ cần cái NaCl tinh khiết.
Còn pH của nước muối tối ưu thì được để trong quá trình này thì được người ta khuyến cáo là pH khoảng 5,5. Cơ sở khoa học là như vậy. Vậy thì trong thực tế thì muốn chuyển cái kết quả nghiên cứu này ra thực tế sử dụng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây tôi cũng có khuyến cáo đó là cái cách pha chế như sau. Trong thực tế cuộc sống chúng ta rất là nhiều các loại bình đựng khác nhau, thì đây là trên cái bảng trên thì tôi đã tính toán sẵn các cái khối lượng muối cần cho vào các cái bình có thể tích khác nhau. Ở đây thì chúng ta trong cuộc sống thì có thường có tích thông dụng nhất là 1 lít này, và 20 lít chính là cái bình mà nước suối mà chúng ta hay dùng thông thường. Thì đối với một cái bình tiêu chuẩn 1 lít thì chúng ta có thể cho đấy là 15 gram muối tinh sạch. Cái lượng muối 15 gram này thì sẽ, trong thực tế sử dụng thì nó tương đương với lại là 1 thìa muối, thì cà phê muối đầy nhất có thể. Thực tế là trong cái việc sử dụng thì cái độ chính xác của cái muối, lượng đăng muối này cũng có thể dao động được trong cái khoảng từ 1,5% đến 3% vẫn rất là an toàn, không xảy ra cái biến chứng gì cả. Trừ khi là những người nào mà pha có tính chất là bừa bãi thì nó tạo cái nồng độ muối rất là mặn, ở một ta nếm thì thấy mức độ mặn là mặn chát ra đấy, thì là sẽ gây đến những cái tổn thương về niêm mạc mũi họng. Do đó là mặc dù là cái Nga CL là một chất cũng rất là dễ tính trong việc pha chế, nhưng mà nếu mà nồng độ mà cao quá sẽ gây đến những cái nguy hại. Ở đây thì chúng tôi có khuyến cáo cái quy trình mà pha chế cho các cái khu công nghiệp và nhà máy và cũng như cộng đồng dân cư. Thì ở đây tôi thấy là trong cái thị trường của chúng ta thì sản xuất một cái bình gọi là bình 20 lít đựng nước suối, nước sạch mà người ta đã lọc qua các cái hệ thống lọc rất là tốt, như là hệ thống màng lọc ngược, cũng như là khử trùng bằng tia cực tím UV. Thì tôi nghĩ rằng những cái sản phẩm mà bình nước 20 lít đóng sẵn này cũng rất là dễ sử dụng mà rất là rẻ tiền hiện nay. Thì chúng ta có thể rất là đơn giản, chúng ta có thể mua một gói muối tinh và lần dùng cân thông thường là cân 300 gram, hay còn có thể nói thông thường là 3 lạng muối sạch đổ vào cái bình này, còn nó để qua đêm và lắc thì chắc chắn là nước muối nó sẽ hòa tan rất là đều trong cái thể tích này. Và cái bình này có thể sử dụng được trong các cái nhà máy xưởng sản xuất, công nhân có thể sử dụng được. Cái trang bị cá nhân của từng người trong cái nhà máy hay là các cơ quan này là một bình, một cái chai nước là 0,5 lít. Thì chai nước này có thể lấy từ các cái vòi này, sau đó là từng cái chai này có thể chia ra những cái lọ nhỏ hơn, lọ natri clorid mà chúng ta hiệu thuốc hay bán đấy, chúng ta có thể dùng để rõ mũi. Một cái lọ này có thể dùng được 2 đến 3 ngày, như vậy là bình 20 lít này có thể dùng cho đến 40 người. Về tự pha cho cá nhân thì ở đây tôi có đề xuất một cái là cũng làm chai nửa lít như nước suối thông thường thế này, chúng ta có thể dùng nước đã đun sôi hoặc là nước bình đã bán sẵn, nước chai đã bán sẵn, và chúng ta cho lượng muối tương ứng là nửa thìa cà phê, tức là tương đương với 7,5 gram, để sử dụng cho cá nhân. Thế chúng ta lại pha tiếp. Chúng ta nên dùng cái lượng thể tích rất là nhỏ như vậy, bởi vì là không nên mua bình to, bởi vì nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Mặt khác thì là qua lượng nhỏ như thế thì quá trình quay vòng sử dụng rất là nhanh, không gây hiện tượng mà nước bị lưu lâu rồi gây nên hiện tượng nhiễm khuẩn. Có thể thấy rằng là cái nồng độ mà tôi đề xuất rất là an toàn, bởi vì chúng ta có thể thấy qua các sản phẩm thương mại trên thế giới đã sử dụng là 1,5% là dùng cho trẻ em, còn nồng độ cao hơn là nồng độ 3% thì dùng cho người lớn. Đặc biệt có một số nơi đã dùng để sông thì đã có thể dùng nồng độ đến 7%. Do đó cái nồng độ chúng tôi đề xuất là 1,5% là hoàn toàn rất là hợp lý và an toàn.
rất là thích hợp để ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Cách sử dụng thì tôi đề xuất là dùng để xúc họng và rửa mũi. Thì ở đây là hàng ngày chúng ta nên làm cái việc này là ít tối thiểu là 3 lần. Sáng sớm và buổi trưa, và đặc biệt là lúc trước khi tan sở về, là lúc mà nó cần phải vệ sinh tổng thể cái đường hô hấp trước khi về với gia đình. Và mỗi một lần chúng ta xúc rửa như vậy thì là mỗi một đợt như vậy thì chúng ta làm 3 lần. Để mà nhân rộng được nhất cái giải pháp này ra cộng đồng thì theo tôi là cái giải pháp pha chế cá nhân cũng đã là tốt rồi, các cơ quan tự pha cũng là tốt rồi, nhưng mà để mà nó quy chuẩn nhất mà rộng nhất thì theo tôi là các công ty dược địa phương trên khắp cả nước là nên là làm sản xuất. Vừa rồi thì có công ty dược phẩm Hà Nam ở Hà Nội thì cũng có xin công thức của tôi và đã triển khai thành sản phẩm thương mại. Tuy nhiên là tôi cũng đề xuất là tất cả công ty dược trên khắp cả nước nên làm rộng ra để triển khai nhanh nhất có thể. Đấy. Về mẫu chai thiết kế thì tôi đề xuất là cái mẫu chai như thế này, có cái nắp chai như vậy để mà có thể vừa dùng được phun để xúc họng và rửa mũi được rất là dễ dàng cho một cái sản phẩm có hai công dụng. Còn về sản phẩm muối thì để mà việc cân chính xác thì cũng rất là lâu và mất công. Thì tôi đề xuất là các cái hiện nay trên thị trường cũng có một cái sản phẩm mà tôi tìm thấy là nó họ đóng cái thỏi một viên là đúng 1.5 gram, rất là thích hợp. Thì tương đứng với nó thì cái chai này có thể làm cái chai là 300 ml thì vừa đúng nồng độ là 1.5%. Mỗi lần sử dụng thì ta chỉ được bỏ cái viên này giống như cái viên đường hoa cà phê vào trong cái lọ này để mà sau đó là đổ nước vào lắc đều thì là rất là chính xác và an toàn và tiện dụng. Để có biết rõ hơn về các cái một số những cái mà chúng tôi chưa kịp nói trong cái bài trình bày này thì bạn có thể tìm đọc thêm ở các cái trang báo của chính phủ như là báo điện tử của chính phủ và cũng như tạp chí sức khỏe của Bộ Y tế. Cảm ơn. Vâng, thì chúng tôi rất cảm ơn cái phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Thanh Đông về cái vai trò của nước muối 1.5% này. Thì để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Đông sẽ trình bày tiếp hai chuyên đề còn lại, nhưng mà một cách rất là tóm tắt và nhanh chóng vì thời lượng của webinar thì không còn nhiều. Thì chúng tôi nhận thấy rằng có những cái bằng chứng khoa học về cái việc đó là nước muối có tác dụng trên là phòng bệnh, những cái bệnh quay qua đường hô hấp và thậm chí là một số loại virus dòng corona. Tuy nhiên đó là chúng ta vẫn còn cần thêm nhiều cái nghiên cứu gốc nữa, những cái nghiên cứu cơ bản ở Việt Nam để biết rằng là cái con số cụ thể là như thế nào. Tuy vậy thì chúng tôi nhận thấy được cái mức an toàn dưới 3% và 1.5% là một cái mức cũng có thể tạm coi là hợp lý. Chúng ta có thể khuyến cáo cho nhiều người dùng. Và sau đây thì xin mời tiến sĩ sẽ có sự trình bày tiếp tục về chuyên đề thứ hai một cách rất nhanh chóng và ngắn gọn nhé. Dạ, tại vì cảm ơn anh Võ. Vâng, tôi sẽ trình bày cái vấn đề này, chương này rất là nhanh. Vâng, tôi sẽ, đây là cơ sở và kinh nghiệm ban đầu trong việc điều trị COVID-19 bằng cái thuốc vườn nhà. Tôi xin bày bắn tắt như sau, là trước hết là có một số khái niệm về cây thuốc. Nhất thuốc nam là gì? Thuốc nam thì là cái cây, tức là những cái vị thuốc mà được định nghĩa trong các sách là cây thuốc mà từ cây cỏ của Việt Nam, và nhân dân miền Nam thường gọi là thuốc vườn nhà, có nghĩa là có thể ra vườn mà hái được và kiếm được, hiểu một cách đơn giản là như vậy. Cái cách bào chế thì thuốc nam được bào chế đơn giản, phần lớn là được dùng tươi hoặc là phơi khô, ít sao tẩm và điều chỉnh chế biến cầu kỳ như là thuốc bắc. Và đặc điểm nổi bật nhất trong thế mạnh cũng như thế mạnh thuốc nam là họ sử dụng cái tập trung vào hoạt chất thiên nhiên ở trong cái tươi hoặc tính mạnh của nó. Vì sao thuốc nam là thuốc nam có tác dụng rất là tốt như vậy? Vì sao thuốc nam mà bác sĩ tây y mà chưa quan tâm nhiều lắm? Là do đông y nói chung thuốc nam nói riêng là có cách lý luận thành rất là khác. Thì nếu mà thoạt nghe chúng ta rất là tưởng như là nó rất thiếu cơ sở khoa học, bởi không trả lời được, bởi vì là chúng ta không thể hỏi được là
không trả lời được câu hỏi một cách rất là trọn vẹn là tại sao nó tác dụng như vậy được, thì là hầu hết các cái thầy lang cũng như là các cái người làm về dược phẩm chức năng thì là khó trả lời một cách để mà thỏa mãn được yêu cầu của các người, các cái bác sĩ mà học Tây y. Và thứ hai là cách tiếp cận thực hành của thuốc nam ấy thì là rất là cảm tính và không được định lượng chính xác. Chẳng hạn như chúng ta đã đọc những nhiều sách về thuốc nam thì thấy rằng là nó dùng những cái cụm từ như là một nắm, một rồi là đồng cân, rồi là những cái một rồi là vừa đủ, những cụm từ mà các bác sĩ Tây y thường là không quen. Và cũng vì những cái cách dùng từ này nên là nhiều người đã cứ tưởng là nó cái phương pháp khoa học của nó là không chính xác và dẫn đến một cái cảm giác là thiếu tin tưởng. Đấy. Tuy nhiên là cái thuốc nam nó gắn bó với nhân dân ta từ rất là lâu rồi, ông cha ta từ hàng ngàn năm nay đã dùng rồi. Trên cái giải đất hình chữ S của chúng ta thì không chỉ người Kinh mà các dân tộc khác, anh em dân tộc khác như là Bana, Ede rồi là Tày, Nùng, Gia, Bắc Miền cũng đã sử dụng rất là nhiều rồi. Và nó đã tổng kết thành những cái bài thuốc của gia đình, của dòng họ này đã sử dụng rất là nhiều năm mà không có những cái biến chứng nào cả. Thì giáo sư Đỗ Tất Lợi là một cái nhà dược học rất là nổi tiếng của chúng ta. Trong thời kỳ hiện đại của chúng ta có thể sánh ngang với những vị thầy thuốc trong của chúng ta như là Hạ Thượng Lãng Nông. Thì ông có chia ra là cái bài thuốc dân gian, bài thuốc đó thành hai cái bệnh phần. Những cái bài thuốc mà bài thuốc mà chúng ta biết được hiệu quả của nó, tuy nhiên không chỉ được tác dụng của nó là tại sao tác dụng được nhưng mà vẫn dùng và ứng dụng nó hàng ngày, thì ông gọi đấy là bài thuốc là y học nhân dân. Và những bài thuốc đó mà trong quá trình nghiên cứu chúng ta lại tìm được bản chất của nó và đã chỉ rõ được tại sao nó có tác dụng đối với cơ thể con người và điều trị được bệnh như thế nào, thì ông gọi đấy là y học khoa học. Đấy. Trong quá trình phát triển của ngành dược học Việt Nam cũng như thế giới thì là nhờ sự phát triển của phương tiện phân tích hóa dược hiện đại cũng như là các mô phỏng máy tính và thử nghiệm lâm sàng của các bài thuốc thì chúng ta đã ngày càng dần dần chuyển hóa bài thuốc dân gian nhân dân thành bài thuốc có tính chất là khoa học. Tức là quá trình đó chúng ta đã giải thích được tại sao rồi. Thì trong quá trình hiện nay thì là cũng có quá trình phát triển hiện nay thì những cái khoa học về dược học thì chưa kịp làm thế nào để mà giải thích được hết những cái vị thuốc đó tại sao tác dụng. Thì ông có đưa ra một cái phương châm là đảng và nước ta thì đã đưa ra ngành y tế đòi hỏi phải vừa áp dụng cái kinh nghiệm chữa bệnh của ông cha ta và thuốc nam vừa tiến hành nghiên cứu, không đợi là nghiên cứu xong rồi mới sử dụng, vì những kinh nghiệm chữa bệnh của ông cha ta đã có hàng năm rồi, hàng trăm thực tế chứng minh trên người bệnh với thực bệnh thực từ bao đời nay rồi. Và ông cũng với tầm nhìn của nhà dược học chiến lược thì ông cũng nói rằng là y học của đất nước sẽ phát triển rực rỡ khi mà đông y kết hợp được với tây y một cách toàn diện. Ở đây thì tôi sẽ tiếp tục là làm trình bày là tại sao mà chúng tôi phát hiện được cái bài thuốc này. Thì là ở cộng đồng Việt Nam cũng có những người làm đông y, và trong một lần đi tế xuống cộng đồng thì tôi cũng đã được một cái người giới thiệu là cái bài thuốc này có tác dụng trong trị bệnh chữa COVID. Thì khi đó thì tôi cũng chưa phải là quan tâm lắm, nhưng mà sau này do cái dịch bệnh Việt Nam phát triển nó tăng ghê quá thì tôi cũng đã tìm hiểu thêm được cái bài thuốc này để cố gắng tìm ra được cái bản chất của nó. Trong bài thuốc này thì họ đã sử dụng được là các cái cây thuốc như là rứt cá, kinh giới, tía tô và lá mơ. Thì bằng các cái phương pháp tham khảo tài liệu thì tôi thấy rằng là trên thế giới họ đã sử dụng rất nhiều những cái phương pháp hiện đại bằng máy tính, như là các bạn có thể thấy là trên này là phương pháp molecular docking, tức là và cái phương pháp và molecular dynamic simulation, tức là phương pháp kết nối phân tử và mô phỏng động lực học phân tử. Thì nhờ cái phương pháp này là họ đã mô phỏng cái tác dụng của các cái hợp chất thiên nhiên trong các cây thuốc này
đối với các cái protein của virus. Và trong cái mô hình giả định này thì họ đã bằng máy tính này thì họ đã sàng lọc và rút ra được những cái từ những hàng trăm chất này, là họ đã rút ra được một vài những cái chất hợp chất thiên nhiên để mà tác dụng ức chế virus. Thì ở đây là cái cách thứ hai, đó là bằng những cái phương pháp là điều trị lâm sàng, thì họ đã thấy rằng là cái nước chất lá tía tô này có tác dụng ức chế trực tiếp cái virus. Tuy cần nghiên cứu bổ sung thêm, nhưng thực tế điều trị nước chất lá tía tô đã ức chế tất cả các những hiện tượng gây nên bởi SARS-CoV-2, bao gồm các yếu tố tiền viêm và giảm bớt cơn bão cytokine gây ra bởi SARS-CoV-2. Việc cái nước chất lá tía tô này có thể hoạt động như một chất ức chế chống viêm sẽ hứa hẹn một rất tiềm năng rất lớn sử dụng cái nước chất của cây này trong cái thực tế điều trị. Tuy cái nghiên cứu này nó chưa chỉ ra được chính xác là cái hợp chất nào trong cái tía tô này là ức chế được virus, nhưng mà rõ ràng ở đây là cái thực tế lâm sàng chứng minh rằng là trong bài báo này là nó đã ức chế được rất là tốt cái bão cytokine. Ở đây là nước tiếp theo là nước chất lá diếp cá, thì ở đây là họ đã dùng cái phương pháp dùng cái phương pháp là GC-MS để mà tìm và cái phương pháp mô hình hóa cái tác dụng của tương tác giữa các phân tử, thì đã tìm ra được hai cái hợp chất có trong cây diếp cá, đó là hydroxyondansetron và quercitrin của cây diếp cá là ức chế được rất là tốt bốn cái loại protein của virus và ngăn không cho nó tiếp cận sâu và phát huy tác dụng ở khi mà bị lây nhiễm. Trên đây là cái bảng tổng kết của tôi về các cái thành phần hóa chất mà của các loại, một số những loại thảo dược sử dụng trong cái bài thuốc tiếp theo của mấy cái loại cây là diếp cá, tía tô, kinh giới và mơ lông và gừng, sả. Trong cái bài thuốc thứ nhất này, chúng tôi sử dụng là thành phần chính là diếp cá và tía tô, kinh giới và lá mơ lông. Thì ở đây cây diếp cá là cây quan trọng nhất bắt buộc phải có trong cái đơn thuốc này. Tiếp đó là tía tô, còn hai thành phần là kinh giới và mơ lông thì có thể có hoặc không có cũng được. Tuy nhiên là cái kinh giới tác dụng rất là tốt, hỗ trợ điều trị chống viêm rất là tốt. Và lá mơ lông thì đặc biệt là tôi cũng qua tiếp xúc với bệnh nhân thì họ có nói là nếu mà cái thành phần nước chiết có lá mơ lông thêm vào thì là uống rất là dễ mà nó không rất là ổn định hệ tiêu hóa, không bị lạnh bụng khi mà uống quá nhiều cái lượng nước sinh tố của mấy loại cây trên. Cái bài thuốc thứ nhất này sẽ được áp dụng khi mà cơ thể có biểu hiện sốt cao, đặc biệt là khi mà đã xảy ra, sớm xảy ra cái bão cytokine. Thì qua một bệnh nhân tôi phỏng vấn ở đây thì là họ có nói rằng là khi mà uống cái bệnh nhân ở khi tôi phỏng vấn thì họ nó có nói là họ có bị dương tính COVID, sau đó là họ quá chủ quan và về nhà và cũng đã làm rất là nhiều công việc nhà, không có nghỉ ngơi, đặc biệt là họ ra gió nhiều, do đó là cái biến chứng rất là nhanh và cái bão cytokine đã xảy ra và họ bị sốt rất là cao. Sau đó họ có uống những cái thuốc hạ sốt của Tây y, tức là của các bác sĩ Cộng hòa Séc phát cho, thì là đã uống và một thời gian đầu thì có tác dụng, tức là hạ sốt được khoảng 2-3 tiếng, nhưng về sau đó thì là thời gian được hạ sốt được rất là ngắn. Họ tăng cái hàm lượng thuốc lên gấp đôi, lượng sử dụng lên gấp đôi, nhưng mà cũng không thể hạ sốt được. Sau đó thì là nhờ cái bài thuốc này họ đã uống và chỉ sau
sau khi uống có 2 cốc một đêm thì họ sáng hôm sau họ đã gần như không còn sốt. Cơ thể tuy còn mệt nhưng mà đã cảm thấy là bắt đầu thèm ăn và không bị mỏi cơ nữa. Cái bài thuốc thứ hai là bài thuốc sử dụng khi mà những cái người mà nhiễm COVID mà cơ thể đã bị ở trạng thái là hơi lạnh, tức là có cảm giác ớn lạnh và chân tay lạnh và nhiệt độ xuống có thể thấp nhưng và huyết áp thấp, thì chúng ta buộc phải dùng một cái lượng một cái bài thuốc bao gồm là gừng, chanh, sả và đường. Thì đường có tác dụng là cung cấp cái năng lượng tức thì cho cơ thể để mà đẩy cái huyết áp lên một chút và cái cơ thể nó có năng lượng hơn. Gừng có tác dụng là cũng là tác dụng là ức chế trực tiếp cái virus. Khi mà chúng ta pha cái nước nước này thì chúng ta uống ở lúc ấm và uống rất chậm để mà cái nước gừng này nó ức chế trực tiếp cái virus ở cổ họng. Hai cái bài thuốc trên đáp ứng rất là tốt cái yêu cầu mà phòng bệnh và chữa bệnh. Thì khi mà đặc biệt là trong giai đoạn đầu của người bệnh thì nó có thể đáp ứng như một cái giải pháp cấp cứu khi mà cơ thể mà khi mà cái người bệnh mà vừa phát hiện mình bị virus xâm nhập. Thì chắc chắn là một lời khuyên là chúng ta nên sử dụng cái nước chiết từ cây diếp cá và một trong các loại lá trên ngay lập tức. Trường hợp mà khi phát hiện bệnh mà khi cơ thể đã sốt cao thì ngoài cái việc mà uống cái nước cái diếp cá và các loại cây trên thì chúng ta phải sử dụng bã của cây này là lau và các cái vị trí như nách, bẹn và các bàn chân bàn tay để hạ nhiệt cơ thể. Khi mà trong gia đình hoặc là nhóm người mà có người bị dương tính COVID thì xác suất lây nhiễm sang người khác rất là cao. Tất cả thành viên khác cũng được khuyến cáo là nên uống các bài thuốc trên để mà phòng bệnh. Khi cơ thể ta bị lạnh thì chúng ta sẽ áp dụng được cái bài thuốc thứ hai bao gồm là gừng, sả, chanh và nước đường. Sau khi thực hiện các giải pháp cấp cứu trên ở các ngày tiếp theo thì chúng ta có thể sử dụng luân phiên hai bài thuốc này hàng ngày. Tức là sáng thì khi cơ thể mà vừa ngủ dậy cũng bụng có thể đói và chúng ta cần và có thể hơi lạnh thì chúng ta sẽ uống cái lượng nước đường ấm cùng với chanh và sả. Sau đó là đến trưa chiều thì chúng ta là uống ít nhất là hai lần cái nước chiết của cây diếp cá và các vị khác. Tùy điều kiện thực tế chúng ta có cây thì thêm. Cái người bệnh, như người ta đã nói là người bệnh chính là cái bác sĩ tốt nhất của chính mình, thì chỉ họ mới hiểu được rõ nhất cảm giác của mình là đang nóng hay sốt hay là lạnh. Từ đó họ sẽ có lựa chọn sử dụng là hai cách trên. Khi mà cơ thể nóng thì chúng ta sẽ uống cái cây diếp cá và một trong bốn vị trên. Và khi mà cơ thể mà có biểu hiện là lạnh hoặc ớn lạnh thì chúng ta sẽ uống cái bài thuốc mà có gừng, chanh, sả như trên để mà cân bằng lại. Hai cái bài thuốc này rất là hữu dụng vì nó là có thể mà cân bằng lại cơ thể. Ngoài ra có một cái chú ý khác là trong quá trình điều trị thì nhất định chúng ta phải sử dụng cái nước muối hàng ngày để mà hạn chế được cái nồng độ, cái tải lượng virus bám vào trong cổ họng và mũi. Cách này sẽ làm giảm được cái hạn chế được cái lây lan sang những người xung quanh rất là nhiều, đồng thời nó tăng sức đề kháng của cơ thể, giúp người bệnh mau khỏi. Tiếp theo là cái đề xuất của tôi về giải pháp đẩy mạnh ứng dụng các cái thuốc nam vào việc chặn dịch. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta làm cái nước nhiệt đới nằm ở vùng xích đạo thì là có cái độ đa dạng sinh học rất là cao. Chúng ta có cái
không một nước nào mà có cái nhiều cái thầy thuốc tốt như ở Việt Nam, mà chất lượng cái tốt rất là tốt, bởi vì chúng ta có ngày độ dài ngày của nắng rất là cao hơn so với các quốc gia khác, và rừng nhiệt đới của chúng ta cũng có cái độ đa dạng sinh học cao và có nhiều cái thuốc, cái kho tàng cái thuốc vị thuốc Việt Nam rất là quý giá, bậc danh như là Hạ Thượng Lãn Ông và Tuệ Tĩnh khai phá. Thì và ở thời kỳ tiếp theo là các nhà dược học như là giáo sư Đỗ Tất Lợi đã kiên trì sưu tầm và tổng hợp bằng góc nhìn của hóa dược và làm cho cái kho tàng đó là ngày càng là có cơ sở khoa học rõ ràng và vững chắc hơn về mặt lý luận. Trước cái di sản quý giá đó thì chúng ta phải biết giữ gìn và phát huy nó lên, nhất là trong cái thời kỳ mà COVID này, chắc chắn là trong cái kho tàng đó rất nhiều thứ chúng ta có thể sử dụng được để mà ứng dụng, để góp phần đẩy lùi cái đại dịch. Thì có thể nói là trong cái những ngày gần đây chúng ta có thể thấy rằng là càng ngày càng rõ ràng cái thông tin là cái khả năng cao là thế giới và chúng ta không thể loại trừ tuyệt đối được cái COVID này khỏi cộng đồng nhanh được, mà cái cuộc chiến rằng co này sẽ còn rất là kéo dài và chúng ta sẽ phải chung sống với sự tồn tại của nó chắc chắn là thời gian dài nữa. Đây là một cái trận chiến mà chưa có tiền lệ, chắc chắn chúng ta phải có sáng tạo độc đáo, nhân rộng để phát huy cái hiệu quả của nó. Do đó là cái đề xuất của tôi là một cái, tôi nghĩ là cái phát hiện của tôi trong cộng đồng cũng như là đưa lên rõ ràng là một cái điểm sáng để mà chúng ta có thể tham khảo và có thể đẩy mạnh lên thành một cái hai cây trọng điểm nhân rộng trên toàn quốc, tạo thế trận phòng thủ phòng thuốc nam ở các địa phương. Vì rõ ràng là các cái cây thuốc nam này rất là sẵn trong các vườn nhà, vùng nào cũng có, là miền Bắc miền Nam đều có và vùng núi cao đều có cả, các địa phương là cũng rất là sẵn có. Mà tôi thấy là các cái nhà vườn ở các cái huyện như là Củ Chi, rồi là các nhà vườn ở Hải Dương, rồi là Đà Nẵng là đều có trồng cây này cả, rất là sẵn. Là tuy nhiên là để mà khi mà nhu cầu xã hội rất là cao ấy, để phổ biến nhanh nhất các loại cây trên trong thời gian nhanh nhất thì có thể nhân giống, thì có thể là nhà nước có thể khuyến khích các cơ sở kinh doanh giống cây trồng khắp cả nước để nhân giống và thương mại hóa rộng khắp. Và điều tôi rất là tâm đắc và rất là muốn đề nghị với Bộ Y tế là làm sao mà đưa được các công thức này để mà điều trị các bệnh nhân bị COVID. Và tôi muốn đề nghị là nhà nước như là cụ thể là Bộ Y tế có thể đưa vào ứng dụng thử nghiệm ở một số lượng bệnh nhân rất là nhỏ, vừa thử nghiệm vừa thăm dò để mà biết được tác dụng thật của nó. Mặc dù là cái bệnh nhân ở Cộng hòa Séc đã sử dụng rồi, kết quả khẳng định rồi, nhưng mà muốn tuyên truyền và muốn cái cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam mà tin và sử dụng được, nó nghĩ rằng có là một cái khó khăn đối với cá nhân tôi, mà tôi rất là khát khao là muốn truyền tải cái thông tin này đến những nhà quản lý và những nhà chuyên môn của Bộ Y tế. Thì tôi đề nghị là có thể sử dụng cái bài thuốc này ứng dụng trên một cái lượng người nhỏ khoảng 50 người để mà đánh giá, để có những cái kết quả ban đầu đánh giá, nếu mà dùng tốt được thì nên là mở rộng ra thành một cái phác đồ điều trị trên toàn quốc để giảm cái tỷ lệ người chết như thời gian vừa rồi, đúng như cái chỉ đạo của Thủ tướng là làm thế nào để giảm được cái lượng người tử vong do COVID. Tôi có một người bạn là làm ở bộ quốc phòng, thì là anh ấy cũng là được đào tạo về Tây y, nhưng mà trong quá trình mà hành nghề và làm thành chuyên môn ấy thì cũng có một cái là những cái phương pháp Tây y là bế tắc, và anh ấy đã tìm đến cái là thuốc nam và đông y, thì anh rất là tâm đắc phương pháp của thuốc nam, và những hợp chất thiên nhiên trong thuốc nam rất là mạnh. Anh ấy nói là rất thuốc nam còn mạnh hơn rất nhiều những cái sản phẩm kháng sinh mà chúng ta phải mất rất nhiều công điều chế, mà thuốc đó chúng ta phải nhập khẩu giá thành rất là cao. Do đó tôi một lần nữa tôi muốn gửi gắm đến, qua cái chương trình này tôi muốn gửi gắm đến nhà quản lý và chuyên môn Bộ Y tế là hãy sử dụng cái phương pháp này vào điều trị, vì nó là cái cây thuốc nam, nó chắc chắn nó không tác dụng phụ gì ghê gớm cả,
vì ông cha ta đã dùng nó hàng trăm năm nay rồi mà không có bất kỳ một cái sốc phản vệ hay là cái gì đó mà nguy hiểm cả. Nên là hãy sử dụng nó, bởi vì tác dụng của nó bởi vì như các bạn cũng đã biết thì là cái tương quan giữa cái lợi ích và rủi ro của nó thì cái lợi ích là quá nhiều, cái rủi ro rất là thấp. Do đó là các nhà chuyên môn hãy sử dụng cái phương pháp này trong thực tế điều trị. Tôi chắc chắn rằng là cái phương pháp này sẽ đóng góp rất là tích cực vào cái việc mà giảm tỷ lệ tử vong. Và để mà nhân rộng được cái sử dụng này trên toàn quốc thì nhà nước nên khuyến khích các doanh nghiệp về nông nghiệp là trồng thật nhiều và đưa cái cây, những cây thuốc và rau này, cũng là rau này, để vào cái quá trình thương mại để mà người dân bình thường có thể sử dụng được, như là các rau thông thường như rau muống và những cái rau khác, rau thơm khác. Đưa có thể trong các bệnh viện cũng như là trong các cái nhà ăn của các cái công ty có thể đưa cái cây rau này, cái thuốc này vào cái thực đơn của công nhân để mà phòng và trị bệnh. Trong các gia đình cũng có thể sử dụng được này, các cây này vào trong các bữa ăn gia đình, tăng sức đề kháng. Xin hết phần trình bày về cây thuốc và tiềm năng ứng dụng trong điều trị COVID. Vâng ạ. Rất là cảm ơn hai bài chia sẻ của tiến sĩ Thoại và tiến sĩ Đồng. Qua cái bài trình bày của tiến sĩ Đồng thì chúng ta cũng thấy rằng là cây thuốc vườn nhà ở sát bên cạnh chúng ta thôi, và cái việc mà chúng ta thường xuyên sử dụng thì cũng sẽ giúp ích được cho chúng ta rất nhiều rồi. Và qua cái bài chia sẻ của tiến sĩ Đồng ngày hôm nay thì cũng giúp cho chúng ta tự tin hơn nữa khi mà sử dụng các cái loại cây đó, và đặc biệt là dưới góc nhìn khoa học ạ. Vâng, rất là cảm ơn bài chia sẻ của hai tiến sĩ. Với cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng đã quá là dài. Tuy nhiên là chuẩn bị đến với cái chương trình là công bố cái giải thưởng của cuộc thi là nét đẹp lưu trắng, thì có một số câu hỏi mà mọi người, các quý vị khán giả rất tha thiết được các tiến sĩ giải thích, cho nên là em sẽ lượt qua chắc là 1-2 câu hỏi thôi ạ. Vâng ạ. Một bạn có hỏi là em bị lupus ban đỏ hệ thống, bệnh ổn định nhiều năm, ngoài xét nghiệm ANA, DNA dương tính thì tất cả các xét nghiệm còn lại đều bình thường. Đang uống Meron 4mg một ngày thì có tiêm được vaccine phòng COVID hay không? Nếu tiêm được thì tiêm loại nào? Thì câu hỏi này thì xin mời tiến sĩ Thoại chia sẻ. Tôi làm rất lâu về việc chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em, nắm rõ là chương trình EPI là chương trình tiêm chủng mở rộng. Thì người ta có thể tiêm chủng cho những người bị dùng thuốc ức chế miễn dịch, tức là corticoid đó, hoặc là dùng những người bị suy giảm miễn dịch, người ta vẫn có thể chích được, và thậm chí người ta có thể chích nhắc lại nhiều lần. Còn cái vaccine là bây giờ mình không thể lựa chọn được, và mình có cái vaccine nào thì vaccine nào sớm nhất là không phải là tốt nhất, nhưng mà vaccine nào sớm nhất là mình nên chích cái vaccine đó. Bây giờ mình đâu có lựa chọn được, đâu đáng thiếu mà mình không thể lựa chọn được, chích được, nhưng mà còn vaccine nào thì mình không thể lựa chọn được vì mình đang thiếu cái nguồn thuốc. Vâng ạ. Như vậy thì với câu hỏi này thì là bạn ấy hoàn toàn có thể chích được đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ. Còn vaccine thì nó sẽ tùy thuộc vào cái... Mình có cái loại gì? Dạ, có loại vaccine nào đấy. Em xin phép bổ sung thêm phần trả lời này. Em cũng có một tham luận nhỏ. Dạ, thì về cái vấn đề mà bạn này có bị lupus ban đỏ với lại là có uống corticoid mỗi ngày, thế thì bạn này có tiêm được hay không? Thì chúng ta cần phải theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Thì bạn có thể theo dõi hướng dẫn số theo quyết định số 3802 của Bộ Y tế ngày 10 tháng 8. Thì bạn sẽ được phân vào một trong bốn nhóm, thì bạn sẽ được phân vào trong một cái nhóm thận trọng.
thì khi trong cái nhóm thận trọng đó, khi tiêm chủng thì bạn vẫn có thể tiêm chủng. Tuy nhiên bạn vẫn phải có một cái bước đó là sàng lọc thật kỹ hơn trước khi tiêm. Và khi tiêm đó thì bạn cần phải được theo dõi sát. Đó là khi mà bạn thận trọng. Như vậy câu trả lời tôi nghĩ là xin bổ sung thêm là vẫn được có thể tiêm, nhưng mà bạn phải rất là thận trọng và phải theo dõi sát. Xin bổ sung. Vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của các bác sĩ ạ. Vâng, có một câu hỏi nữa là nếu như mà tiêm vaccine về mà bị sốt, uống tía tô và nước dừa thì nó có làm giảm hiệu quả của vaccine hay không? Và kèm theo một câu hỏi nữa là ăn díp cá và tía tô hàng ngày thì có thể phòng COVID được hay không ạ? Vâng ạ, xin mời tiến sĩ Đồng chia sẻ câu hỏi này ạ. Câu hỏi thứ nhất, có lẽ là tiến sĩ Thoại có lẽ là sẽ trả lời nó xác đáng hơn là tôi. Còn câu hỏi thứ hai thì là tôi nghĩ là khi mà chúng ta là sử dụng cái giúp cá và tía tô trong bữa ăn hàng ngày, tôi nghĩ là chắc chắn nó có tác dụng rất là tốt. Tuy nhiên là đối với người bệnh khi mà điều trị thì chúng ta nên xay ra thì là cái hiệu suất hấp thụ của nó cao hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà các cái sinh khối của thực vật mà được xay ra các tiểu phần nhỏ hơn thì chúng ta cái hấp thụ của thành ruột nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, hơn là quá trình chúng ta tiếp nhận vào trạng thái rắn như là dùng mà không xay ra. Còn cái câu hỏi thứ nhất thì là tôi có lẽ là phải chia sẻ với tiến sĩ Thoại để một trả lời cùng, bởi vì đây không phải là cái chuyên ngành sâu của tôi. Thì là tôi theo tôi cá nhân tôi trả lời thì có thể thấy rằng là cái trong sau khi tiêm vaccine mà uống các cái cây này thì có lẽ là không nên, bởi vì là chúng ta chưa dự đoán được cái ảnh hưởng của các cái thuốc này đối với cái lượng vaccine mà tác dụng vào cơ thể chúng ta, hay để quá trình đấy nó xảy ra một cách bình thường. Cái việc mà cơ thể mệt mỏi hoặc là hơi sốt nhẹ hoặc cái gì đó là một cái phản ứng có thể nói là đáng mừng, bởi vì chứng tỏ là cơ thể chúng ta đã có cái tiếp nhận cái vaccine đó và có những cái phản ứng để mà hình thành cái miễn dịch, thì là do đó là khách đây là thời gian một cách tự nhiên, không nên uống vào giai đoạn này. Không biết là tiến sĩ Thoại có cái ý kiến gì về cái này không ạ? Vì đây thực ra đây là ý kiến có phần là chủ quan của tôi. Theo tôi về tôi đồng ý là họ chia thuộc là ba bốn loại là quân, thần, tả, sứ. Thì có thể diệp cá nó tác dụng như thế nào cũng rõ, nhưng mà tôi chưa thấy cái tác dụng hạ sốt của diệp cá. Chưa thấy sách đồng ý nào. Và những cái chất mà gọi là phyto biochemical nữa, tức là những cái chất sinh học có trong phyto là có nghĩa là trong thực vật. Thành thử tức là bây giờ là hạ sốt, nếu cao quá 38 độ thì dùng paracetamol, người ta cho sẵn cho mình trong cái gói thuốc ăn sinh để mình dùng cho nó, và có cái liều cái lượng là bao nhiêu miligam trên kilo để mình khỏe. Cho nên theo tôi thấy mình chọn cái biện pháp đơn giản hơn. Bây giờ đi cái viên thuốc đó có sẵn, một viên thuốc đó rất an toàn và có bộ y tế cấp sẵn cho mình dùng. Còn đi ra mà dịp cả ở đâu mà hại rồi chứ cũng sắc được rất tốt. Theo tôi là như vậy, theo ý kiến cá nhân. Vâng, như vậy là ý kiến của tiến sĩ Thoại cũng rất là trùng với ý kiến của tôi, tức là không nên sử dụng trong giai đoạn này, đúng không ạ? Vâng ạ, rất là cảm ơn hai tiến sĩ. Như vậy thì với câu trả lời của hai tiến sĩ là chúng ta nếu như mà có tiêm thuốc nói chung và vaccine, nếu như giả sử mà nó có xảy ra những vấn đề sốt chẳng hạn, thì đó là phản ứng của cơ thể, thì chúng ta tốt nhất là nên là xài paracetamol và chứ không nên sử dụng các cái loại các cái loại mà thuốc nam mà chúng ta chưa biết là tác dụng nó như thế nào, đúng không ạ? Vâng ạ. Rất là cảm ơn hai tiến sĩ ạ. Đây có một câu hỏi dành cho tiến sĩ Đồng, đó là với cái nồng độ nước muối 1,5% dùng nhỏ mũi như vậy thì con khó chịu không ạ? Vâng ạ. Rất cảm ơn bạn hỏi câu hỏi đó. Thì là cái nồng độ 1,5% là khi mà tôi quyết định cái nồng độ đấy, tôi đã sử dụng trực tiếp cho bản thân mình.
để mà xem nó như thế nào, thì khi mà dò mũi thì hoàn toàn không có phản ứng gọi là sót hay là gì cả, tai nạn như vậy. Và tôi đã dùng cái nồng độ này cho cả trực tiếp cho cả con của tôi. Và từ khi mà dùng cái này, các cháu là mũi rất là sạch sẽ và không bị có mọi khi là các cháu rất là thường xuyên là khi nào mà chơi ở các cái nhà trẻ tập thể hoặc là nghịch ở ngoài vườn thì thường là bị sổ mũi hoặc đi nắng thì sổ mũi, nhưng mà từ ngày là dùng cái này là hoàn toàn không bị sổ mũi nữa như ngày trước nữa, rất là tốt. Nồng độ 1,5 là nồng độ rất là an toàn mà không gây bất cứ một phản ứng phụ nào cả, sao chắc chắn là như vậy. Vâng ạ. À, rất là cảm ơn. Vâng ạ, rất là cảm ơn cái lời chia sẻ của tiến sĩ Đồng ạ. Thì hiện nay thì còn rất là nhiều câu hỏi nữa, ví dụ như là sau khi tiêm vaccine thì 6 tháng lượng kháng thể trong cơ thể mất hẳn hoàn toàn hay là giảm đi, và còn nhiều câu hỏi lắm. Tuy nhiên là thời lượng phát sóng nó có hạn, thì em xin phép là sau cái chương trình này thì các tiến sĩ có thể là dành thời gian và trả lời cho quý khán giả của chúng ta trên fanpage. Vâng ạ. Và còn sau cái chương trình này chúng ta còn chương trình hành động và còn những cái chương trình về sau nữa, chứ không phải là chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay tại đây. Tuy nhiên là cái thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay thì cũng đã quá dài và kết thúc, để chúng ta có thể là tiếp tục mà cái chương trình trao gọi là công bố giải thưởng cho cuộc thi nét đẹp Blue Trắng. Vâng ạ, để kết thúc cái chương trình này thì như ban đầu chúng ta có một cái mini game và đã để chọn ra 10 vị khán giả may mắn để trao cho 10 cái voucher là xét nghiệm kháng thể miễn phí tại Bệnh viện 199. Và sau đây thì xin mời cái chương trình quay số của chúng ta. Số đầu tiên. Vâng, xin chúc mừng quý vị khán giả có số là 42 ạ. Số thứ hai ạ. Số thứ hai là số 66 ạ. Số thứ ba. Số thứ ba là 58 ạ. Số thứ tư ạ. Là số 2 ạ. Số thứ 5. Vâng ạ, 92 ạ. Số thứ 6 là 76 ạ. Số thứ 7 là 32 ạ. Và số thứ 8 60. Số thứ 9. Số thứ 9 là 67 ạ. Và số cuối cùng, vâng ạ, số 30 ạ. Như vậy là đã có 10 con số và các bạn hỗ trợ của chúng tôi sẽ có cái đáp án và chúc mừng quý vị khán giả nào có cái chọn cái số đúng và có những cái yêu cầu của chúng tôi ạ. Và post trên cái fanpage trong chương trình này ạ. Và chương trình livestream bác sĩ bên bạn với cái chủ đề đó là đại dịch COVID từ lý thuyết đến thực hành thì đến đây là kết thúc. Một lần nữa thì xin kính chúc tiến sĩ Thoại cũng như tiến sĩ Đồng và bác sĩ Bảo sức khỏe và bình an, và rất là Bệnh viện 199 rất cảm ơn hai ba vị khách mời đã dành thời gian để mà tham gia với chương trình của chúng tôi, và rất là cảm ơn Diễn đàn Y khoa đã đồng hành với Bệnh viện 199 ngày hôm nay, và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ kết nối với nhau để làm nhiều cái chương trình khác nữa mà có ích hơn cho cộng đồng và xã hội. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả, và xin chào và hẹn gặp lại các khách mời của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, tôi cũng xin cảm ơn Bệnh viện 199 đã tổ chức chương trình này ạ.